bộ truyện, kiếp này sớm yêu người, tác giả, tiểu thất tể tử. Chương một, khoảnh khắc cuối cùng khi vụ nổ mạnh đó xảy ra, tôi nhớ rất rõ, thời hoài tự không thoát ra ngoài, hắn vốn quen sạch sẽ ngăn nắp, quỳ xuống bên cạnh tôi nói, tan ninh, em đừng sợ, anh đi cùng em. Năm đó hắn 38 tuổi, giá trị tài sản hàng trăm triệu, nói bỏ là bỏ, cùng tôi cơ hờ, tết trong biển lửa, chàng vạn giữa hè. Ánh tà dương ngoài cửa sổ đỏ như em mờ thấu cơn gió oi bức thổi vào phòng. Tôi tỉnh dậy từ trong mộng, ngồi thẫn thờ trên giường. Bà chủ, ông chủ vừa mới gọi, nói buổi tối không về. Giọng nói của mẹ lưu từ trong phòng khách truyền đến, bình tĩnh hiền hòa. Tôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới mới tinh trên ngón áp út của mình. Trái tim tôi như ngừng đập, ấy vậy mà lại quay về 10 năm trước. Tôi nhắm mắt lại, ngọn lửa lớn trước khi cơ hờ, tết và cái ông ấm áp vững chắc, là chân thực đến vậy. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn nhớ như in giọng nói của thời hoài tự tang ninh đừng sợ kiếp này anh đợi em lâu quá kiếp sau em nhất định phải đến tìm anh sớm hơn một chút này rốt cuộc là mộng hay hiện thực đây tôi tự véo mình một cái nỗi đau âm ỉ ở đùi truyền đến tiếng còi ngoài cửa sổ đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn sau khi định thần lại là sự đau lòng kéo dài và nỗi chua xót theo đó không dứt một hồi hiểu lầm do người khác tạo ra đã khiến tôi hận thời hoài tự rất nhiều năm trong lúc này các đối thủ cạnh tranh dùng hết thủ đoạn chèn ép hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Ở nhà, tôi đối xử lạnh nhạt với hắn nên hắn vẫn luôn không về nhà. Cha mẹ thời hoài tự mất sớm, hắn cũng không có người thân nào khác. Một mình bảo vệ tập đoàn kinh doanh hết nửa cuộc đời, sau lại, hiểu lầm được giải quyết, chúng tôi có khoảng thời gian hạnh phúc trong nửa năm, thậm chí còn có một đứa con. Nhưng chưa kịp nói gì với hắn, đã cơ hờ tết bất đắc kỳ tử. Bà chủ Hoa đã được đưa tới bà có muốn đi bây giờ luôn không? Mẹ Lưu bước vào hỏi tôi, cái gì? Đầu óc tôi vẫn còn mông lung. Hoa, không phải bà muốn đi gặp cậu Tống sao? Tống diễn. Đột nhiên nghe thấy cái tên này, tôi ngớ người. Một cùng chỉ rối bỗng lần ra được nút thắt, hóa ra là ngày này. Ngày này kiếp trước, tôi ôm một bó hoa đến thăm Tống diễn. Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Từ nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên, mọi người đều nói, hai tôi sẽ là một cặp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ấy sẽ là một diễn viên rất tài năng. Đáng tiếc, một hồi tai nạn, anh bị bỏng nặng khắp cơ thể, cần phải ở lại bệnh viện trong một thời gian dài. Ngày nay, tôi cùng Tống diễn tổ chức sinh nhật cho anh ấy lúc ra khỏi bệnh viện, thấy Thời Hoài tự ngồi trong xe, điếu thuốc lá trên tay đã cháy đến cuối, nhưng hắn vẫn như không cảm nhận được gì. Tôi không muốn giải thích điều chi, thậm chí cũng không muốn gặp hắn. Thời Hoài tự nhìn thấy tôi, dập tắt tàn thuốc, xuống xe gọi tôi lại, giọng điệu cô đơn ninh ninh hôm nay là sinh nhật anh tôi dừng bước quay đầu lạnh lùng nhìn hắn vậy thì sao thời hoài tự nhìn tôi với đôi mắt đen lấy không nói một lời tôi nói hôm nay cũng là sinh nhật của tống diễn để kết hôn với tôi anh hủy hoại khuôn mặt hủy hoại tương lai của anh ấy anh còn muốn tôi đối với anh như thế nào thời hoài tự há miệng thở dốc vất vả nói đó là chuyện ngoài ý muốn nếu ngày đó anh không mời anh ấy anh ấy sẽ không đến mức bây giờ còn phải nằm trong bệnh viện. Thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn sao, thời hoài tự im lặng, cuối cùng, hắn chỉ nói với tôi, thực xin lỗi, kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi với thời hoài tự, bất ngờ thay đổi, dày vào nhau bằng việc bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài. Sau lại, tôi mới biết được, chuyện mà ngay cả thời hoài tự cũng nghĩ là ngoài ý muốn không gì khác hơn là âm mưu của người nào đó nhằm chia rẽ tôi với hắn. Bà chủ, đồ vật đã để lên xe cho cô rồi, nếu không đi sẽ muộn đó mẹ lưu quay lại gọi tôi ngoài cửa sổ mặt trời đang lặn hầu như không thể nhìn thấy gì tôi lấy lại tinh thần mặc áo khoác rồi lên xe tài xế nhắc nhở tôi giờ này đến bệnh viện sẽ kẹt xe không đi bệnh viện tôi nhìn đèn giao thông không ngừng đổi màu xanh đỏ ngoài cửa sổ tiếp lời nói đi công ty thật ra tôi không có ấn tượng gì nhiều về công ty của thời hoài tự thời trẻ hận hắn nên chưa một lần đến sau này yêu hắn lại gặp ngay lúc hắn bị kẻ thù nhầm vào, chung quanh có rất nhiều nguy hiểm, nên cũng không dám đi tìm hắn. Thế cho nên giờ phút này đây, đứng dưới những tòa nhà văn phòng sang sát nhau, tôi có chút mờ mịt. Rốt cuộc tòa nào là của hắn, người đi đường qua lại tò mò nhìn trang phục của tôi, tay ôm bó hoa rất to, ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ lưỡng, như một cô gái đang chuẩn bị tỏ tình. Tôi xấu hổ thỏa hiệp, lấy điện thoại ra, bấm số của thời hoài tử. Thật là, cả tên lẫn họ ba chữ thậm chí còn không phải là người liên lạc khẩn cấp. Tôi bấm máy, vốn nghĩ rằng phải đợi thật lâu, nhưng chỉ sau hai tiếng bíp ngắn ngủi, đã có người tiếp nghe. Giọng nói lạnh lùng xa cách từ đầu dây bên kia truyền đến, có việc. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẳm, hốc mắt đột nhiên nóng lên, ngay cả thanh âm cũng nghẹn ngào nức nở, thời hoài tự, văn phòng của anh ở đâu? Em tìm không thấy, thật ra tôi cũng không muốn như vậy, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của hắn, đã nhớ lại thời gian bên nhau cuối cùng của chúng tôi, nước mắt bỗng trào ra như đê vỡ. Ánh mắt người qua đường nhìn tôi càng kỳ quái hơn. Một người phụ nữ không tìm thấy văn phòng của chồng, đứng trên lề đường, gào khóc, hình như bên chỗ thời Hoài tự đang họp, hắn hơi dừng lại, nói, hôm nay đến đây thôi. Rồi hắn nói với tôi, đứng trên vỉa hè chờ tôi xuống. Vài phút sau, thời hoài tự bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Tôi đang dơ gương, nước mắt lưng trồng dặm lại lớp trang điểm của mình. Vừa dặm, vừa lau mascara trôi xuống theo dòng nước mắt giống nữ chính trong phim cô nhi quá phụ mẹ nó hỏng hết rồi sao em lại tới đây giọng điệu của thời hoài tự rất nhạt gần như lạnh lùng tôi vừa xoay người lại người đàn ông cao lớn đẹp trai đang lạnh nhạt nhìn tôi đồng tử phản chiếu khuôn mặt như vẻ bùa của tôi vẻ mặt hắn hơi sững lại bất kể khi nào thời hoài tự đều hoàn mỹ như nhau giống một đóa hoa nở rộ trên vách núi đá không nhiễm hạt bụi trần thực xin lỗi tôi nghẹn ngào, em không muốn khóc, hôm nay. Hắn chỉ nói hai chữ, không nói tiếp, tôi biết hắn muốn nói gì, lẽ ra hôm nay tôi hẳn đang tổ chức sinh nhật cho Tống Diễn thay vì xuất hiện ở đây, nhắc nhở tôi như vậy, tôi nhét bó hoa vào trong ngực hắn, lẩm bẩm mơ hồ nói câu, chúc mừng sinh nhật. mọi hồi im lặng, tôi trộm ngắm hắn, thấy hắn đang nhìn chầm chầm vào bó hoa kia, cũng không vui cho lắm, hồi lâu sau, hắn cười chua xót, trào phúng nói, tan ninh, là hắn không cần, đúng không? Cái gì? Tôi chợt nhận ra cảm xúc hắn không đúng cho lắm, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên bó hoa, trái tim thắt lại. Tiêu rồi, hoa hồng xanh đá nhân tạo, ngôn ngữ của hoa là, tặng người sao trời biển rộng, tống diễn thích nhất, cũng là biển sao trời mênh mông. Lúc tỉnh lại lý ức quá hỗn loạn, tôi một lòng một dạ chỉ muốn tìm lại thời hoài tự, mà bỏ qua những chi tiết này. Thực xin lỗi, em, cảm ơn quà sinh nhật của em, giọng điệu của thời hoài tự gần như đông cứng, muộn rồi, bảo tài xế đưa em về đi, rồi hắn quay lưng bỏ đi. Tôi vội nắm lấy vạt áo hắn, đợi đã. Thời hoài tự không ngờ tôi lại làm như vậy, đang bước đi vội thu chân lại, kéo theo tôi lão đảo, đâm mạnh vào lưng hắn. Mặt sau lớp áo tay trang cao định có thêm năm nếp nhăn. Thời hoài tự quay đầu lại, nhìn chầm chầm vào những ngón tay của tôi, im lặng một lúc lâu. Tôi gây lỗi, nhưng vẫn cố chấp nói, thời hoài tự, em không về. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, tan ninh, lần này em lại định giày vò tôi thế nào nữa đây? Câu hỏi quả là khó trả lời. Trong trí nhớ của tôi, lúc này tôi và thời hoài tử mới vừa kết hôn, chúng tôi đang xảy ra mâu thuẫn. Tôi 23, còn hắn 28 tuổi. Những cuộc cãi vã hầu như đều do tôi khơi mào. Nói gì cũng khó nghe, ngay cả những món quà tặng hắn vào những ngày lễ cũng như dê, ao găm vào tim hắn. Tôi hệt như đứa trẻ chăn cừu, khi con sói thực sự đến, tôi có hét to hơn thì hắn cũng không còn tin tôi nữa nhớ lại ở kiếp trước, sau mỗi hiểu lầm được giải quyết, tôi lại ngày một ngang ngược hơn khiến hắn tổn thương. Người đàn ông này trong lạnh lùng xa cách là thế, ấy vậy mà lại dỗ dành tôi. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để áp dụng phương pháp này. Hơn nữa, thời hoài tự đã chịu dày vò, ấm ức quá nhiều rồi nên tôi muốn bù đắp một chút cho hắn. Ngẫm đi nghĩ lại, tôi nói, em mời anh bữa tối, đồng tử thời hoài tự khẽ co lại, rồi nhìn xuống tôi đầy lạnh lùng, thôi bỏ đi, tối nay tôi còn có việc. Vậy em gọi đồ ăn nhé. Tôi mặc dày, lẻo đẻo theo sau hắn, đặt cho anh bác mì trường thọ vậy. Thời hoài tự không nói gì, thậm chí còn phớt lờ tôi. Bó hoa đó hắn vẫn đang siết chặt trong tay, lúc đi ngang qua thùng rác, tôi nghĩ hắn sẽ không ngần ngại quăng nó vào đó, nhưng không hề. Tôi đi theo suốt dọc đường, vào văn phòng hắn. Căn phòng trống trơn, trên bàn làm việc có hộp cơm đã nguội tanh, còn chưa động đũa. Bữa tối nay hắn định qua loa cho xong như thế này sao? lòng tôi vô cớ đau thắt, tôi mở điện thoại đặt cho hắn một bát mì trường thọ, canh suông, ít muối, không cho hành lá. Món phụ gồm thịt bò sốt cà chua, mấy món chay, tất cả đều không cay. Hồi trước, thời hoài tự chiều chuộng tôi nên mỗi lần gọi món hắn đều gọi khẩu vị rất nặng. Mãi về sau, tôi mới biết dạ dày hắn yếu, quá cay, quá mặn hay quá nhiều dầu hắn đều không ăn được. Gọi món xong, tôi ngồi trên sofa, không biết nên nói gì dường như lúc này tôi có nói gì cũng không ổn. Thời hoài tự đang mở giấy gói hoa, định cắm hoa vào bình. Đóa hồng xanh đá khiến tôi cay mắt, tôi không nghĩ ngợi mà bước tới, giật phát lấy quăng vào thùng rác. Hắn sững sờ, nhìn những giọt máu lắm tắm vì ngón tay bị đâm, mệt mỏi thở dài, tan ninh, em ầm ý chưa đủ à, em không có. Tôi cố nén cơn hờn dỗi trong lòng, phát bực vì hắn hệt như cái tượng đất không biết cáu kỉnh là gì. Không cần đâu, anh không thích, em mua thứ khác cho anh thời hoài tự lấy khăn giấy thấm miệng vết thương hắn nhìn xuống dịu giọng nói không sao cả tôi mặc kệ hắn bỏ mớ rác xuống rồi nói anh ở đây đợi em nhé sau đó tôi vội vàng ra ngoài chạng vạn tối mùa hạ ven đường đầy những hàng hoa bán rong có điều chất lượng kém hơn những bó hoa vài trăm ngàn được bày bán trong cửa hàng một chút tôi xem qua mấy hàng mua hết tất cả những bông hồng đỏ rồi dùng giấy gói đơn giản buộc chúng lại thành bó vừa lúc đồ ăn được ship đến tôi cứ thế lên tầng với túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Tầng 19 giờ đây càng yên lặng và mát mẻ hơn lúc chúng tôi đến. Số ít nhân viên tăng ca cũng đã ra về, chỉ còn văn phòng của thời hoài tự là còn bật ánh đèn nhỏ. Tôi bước nhẹ, đẩy cửa đi vào. Hắn đang quay lưng về phía tôi, đứng bên cửa sổ kính trong suốt sát đất, bóng lưng đầy cô đơn. Như thể chú chó đi lạc bị ai đó bỏ rơi. Bó hoa nặng trĩu cùng túi đồ va vào cửa gây nên tiếng động. Thời hoài tự bỗng cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, thấy tôi suýt chút nữa bị đè bẹp. "Này, anh còn ngẩn ngơ gì thế, nhanh lại giúp em." Có lẽ hắn không ngờ tôi sẽ quay lại, sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, hắn đi tới, một tay lấy bó hoa và túi đồ, tay kia ôm eo tôi, nhấc tôi lên ghế sofa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trán rịn mồ hôi, nhưng vẫn cười tủm tỉm, "Tặng anh, tất cả những bông hồng trên đường đều bị em thâu tóm hết rồi." Trên khuôn mặt tuấn tú của thời Hoài tự bỗng chốc ngay dại, "Thôi xong." Hình như hắn không kịp thời thích nghi cách tôi đối xử với hắn, thấy hắn định quay lại ăn hộp cơm nguội lạnh kia, tôi tôi lên một tiếng, thời Hoài tự lập tức nhìn sang tôi, bị tôi bắt gặp tia căng thẳng trong ánh mắt. Tôi nhớ lại cách mình từng đối xử với hắn, dựa vào ghế sofa, nâng cầm lên, sốt ruột nói, anh ăn đồ nóng một chút không được à? Nhìn hộp cơm của anh em thấy mệt dùm, thời Hoài tự, nửa giờ tiếp theo, căn phòng không ngừng vang lên tiếng phàn nàn của tôi, tóm lại anh có ăn không? miếng thịt bò to như thế mà anh không thấy a à? sao không ăn thức ăn lớn thế này rồi còn kén ăn anh ăn cái gì đấy em mua để anh trưng đó a à? sau khi tôi hết sức thúc giục một bát mì nóng cũng lộ đấy tôi sợ thời hoài tự ăn chưa đủ nên hai chiếc bánh hấp và thạch quế hoa kỹ từ cốt vừa tôi mang cho mình cũng đưa hắn luôn nói đến khô cả họng bỗng nhiên một cốc nước được đặt trước mặt tôi tôi ngước mắt thấy thời hoài tự đang nhìn mình chăm chú nhượng giọng đã rồi mắng tiếp cũng được Nét mặt hắn dịu đi rất nhiều, mặc dù vẫn trầm mặt, không chút sáng nhưng chí ít thì cũng không lạnh như băng nữa rồi. Sống mũi tôi cay cay, tôi sợ hắn nhận ra nên cúi đầu, thời hoài tự, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt nhé. Hắn trầm lặng, thu dọn bát đĩa, chưa trả lời tôi ngay. Mặc áo khoác vào đi, tôi lái xe đưa em về nhà, hắn nhanh chóng mở cửa ra ngoài, giống như đang chạy trốn. Dù sao thì việc dọn rác cũng không đến lượt tổng giám đốc như hắn làm mà. Bảo không thất vọng là nói dối sống lại một lần mà sao người đàn ông này lại càng khó dỗ dành vậy. Tôi ngồi trên sofa, nhân lúc chờ hắn quay lại cũng lên luôn kế hoạch tiếp theo. Nên trực tiếp tấn công hay tâm sự rồi mới tấn công đây? Tiếng chuông điện thoại bỗng treo vang cắt ngang suy nghĩ của tôi. Lòng tôi thấp thỏm, ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc. Ninh ninh, em ở đâu vậy? Giọng nói tống diễn vẫn dịu dàng, anh chờ em lâu rồi. Trái tim tôi từ vui mừng rồi như rơi xuống vực, là anh à, sao thế, ninh ninh không phải em đồng ý đón sinh nhật cùng anh à tống diễn đã nhận ra tôi có gì đó không đúng nhớ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước tôi nắm chặt ngón tay lại tới mức khớp xương trắng bệt ra tống diễn anh không có gì để nói với tôi nữa à anh ta ngập ngừng rồi thở dài thật xin lỗi em ninh ninh anh đã lừa em anh không nên giấu em ăn vụng bánh ngọt xem kìa vì cớ gì mà một người được quan tâm lại có thể nói dối trắng trợn đưa ra yêu sách và đùa giỡn như thế chứ còn thời hoài tự sẽ mãi mãi chịu đứng sau lưng anh ta, một mình gánh chịu hết tất cả, cả người tôi lạnh nhắc, giả bộ cười cũng không nổi, hôm nay tôi bận rồi, không qua được. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tôi cúp máy, hít sâu một hơi, lòng đầy khó chịu, không ngờ khi ngước mắt lên, thời hoài tự đã đứng trong bóng tối sau cánh cửa, hoàng hôn tràn xuống, trời tối tới mức tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, anh nghe thấy cả rồi à, ừm, em về thôi đằng sau ngữ điệu bình thản hẳn là sự kìm nén xe đến dưới sảnh rồi tôi mấp máy không biết làm thế nào để giải thích những chuyện vừa xảy ra cũng như những chuyện sắp xảy ra tôi sợ hắn nghĩ tôi bị điên mất thời hoài tự trở lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi tôi đi theo hắn đi ra cửa không ngừng hối hận thời hoài tự tôi gọi hắn bước chân hắn hơi chậm lại nhưng cũng không quay đầu vừa nãy tống diễn gọi điện cho em tôi vội nói hôm qua đúng là em đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng anh ta, nhưng hôm nay em khác rồi, em chưa bao giờ. Thời hoài tự bỗng dừng bước, xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng, đủ rồi. Hắn nhắm mắt để đè nén cảm xúc rồi nói, bữa cơm hôm nay rất ngon, tôi cũng rất vui vì được em tổ chức sinh nhật. Tôi chăm chú nhìn hắn, thấy nỗi đau xót chìm sâu nơi đáy mắt. Môi thời hoài tự nhợt nhạt, từng chữ được nhả ra run rẩy tự như tận cùng nỗi đau, thế nên bây giờ em phải quang minh chính đại đi tiền tống tiễn, anh biết đó cũng là cái giá mà anh phải trả kiếp trước thời hoài tự từng nói với tôi mỗi khi tôi đối xử tốt với hắn thì hắn phải đánh đổi bằng nỗi đau khác thế nên hắn chẳng yêu cầu gì xa vời cũng sẵn lòng để tôi rời đi đoạn ký ức này giờ đây như con dê ao găm vào tim tôi vậy khiến cho tôi đau đớn ngày này kiếp trước tôi không ở bên bữa tối của hắn chính là hộp cơm nguội lạnh kia không một ai gửi lời chúc sinh nhật cho hắn vậy nên hắn mới đến cổng bệnh viện đợi tôi chăng thời hoài tự chỉ muốn nghe một tiếng chúc mừng sinh nhật của tôi thế mà tôi lại mắng hắn đừng xen vào việc của người khác tránh xa tôi càng xa càng tốt bầu không khí xung quanh khiến tôi như nghẹt thở hắn rời mắt khỏi tôi thực xin lỗi tôi lỡ lời trời tối không an toàn muốn đến bệnh viện thì đi nhanh thôi tôi bỗng nắm lấy tay thời hoài tự một cách cương quyết nắm được một ngón rồi lại muốn thêm nữa cuối cùng năm ngón tay của chúng tôi đang vào nhau hắn sững người nhưng không rút ra mà khàn giọng hỏi tôi Tang Ninh, em muốn làm gì thế? Em thấy tôi chưa đủ xấu hổ hay sao? Tôi ngẩng đầu, túng chặt cà vạt của hắn rồi kéo người hắn thấp xuống. Chồng ơi, anh đừng nhúc nhích, chỉ một câu ngắn ngủi mà như một lá bùa phong ấn, hoàn toàn giam cầm hắn. Tôi kiển chân, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của thời hoài tự. Hương một hương tao nhã đến mấy cũng bị tôi làm loạn. Tôi vòng tay ông cổ hắn, từ từ nhắm mắt lại, thuận thế đẩy hắn dựa vào tường rồi dè dặt an ủi hắn. Ban đầu hắn cứng ngắc, thế rồi khi bị tước vũ khí đầu hàng, hắn suy sụp nhắm mắt, để cho tôi tàn phá. Áo sơ mi không dính chút bụi đã đầy vết nhăn, hắn bất giác giữ thắt lưng tôi, ông chặt tôi vào ngực, ngọn đèn trên đỉnh đầu vụt sáng rồi lại tắt, cuối cùng chúng tôi tách nhau ra trong bóng tối, thở hổn hển. Ninh ninh, giọng thời hoài tự vẫn trầm như thế, hắn nói, em đừng như vậy, anh không muốn à, không phải, hắn trầm mặt hồi lâu mới nói, đừng dụ dỗ anh nữa, nhân lúc anh vẫn còn lý trí mau đi tìm anh ta đi, anh đành lòng sao, tôi nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai hắn, ra chiều ấm ức, không ghen tuông, Không tức giận. Bằng lòng để em hôn người khác, thời hoài tự bị khích, đột ngột cúi đầu, ngăn chặn lời nói của tôi, đổi từ khách thành chủ, bế tôi trở lại sofa, bàn tay to lớn của hắn đỡ gáy tôi, hôn sâu tới mức như trút giận, khóe môi tôi cong lên, không bỏ liều thuốc tinh thần hắn vẫn có thể chịu đựng được. Còn một khi đã bỏ rồi thì hắn chỉ có thể chịu trận có điều diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài kiểm soát của tôi. Thời hoài tự, tôi bỗng cảnh giác đứng dậy, anh, anh đang làm gì, ý em là về nhà rồi, tôi chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, anh đã cho em cơ hội, nhưng em không đi, bây giờ em không còn đường lui nữa rồi, dứt lời, người tôi bị đổ, nằm trên ghế sofa, giọng người đàn ông vô cùng nhẹ nhàng trêu đùa lỗ tai tôi, mê hoặc lòng người, tan ninh, em chờ chết đi, tôi cứ nghĩ với tính cách của thời hoài tự thì sẽ không làm ra chuyện gì khác người. Thế mà tôi quên mất, ở kiếp trước, hắn là một kẻ điên si tình tới mức có thể tuẩn tán cùng với tôi. Sâu trong cốt tủy là sự ngang ngược. Anh, anh, tiếng xin tha rê ý của tôi bị chặn lại bởi môi và răng, cuối cùng tôi chỉ có thể ôm cổ hắn, gọi, thời hoài tự, anh không thương em à, dường như đang tức giận nên hắn không để lời nói của tôi vào tai. Tôi cắn răng, ông chặt hắn, sống mũi cây xè, thế rồi nước mắt rơi lã chả trên bờ vai hắn. Thời hoài tự sững lại, hắn dè dặt, xin lỗi em, tôi tự cầm mình lên vai hắn, ngước mắt lên có thể thấy ánh trăng sáng vằn vặt ngoài cửa sổ. Thời hoài tự, em đã nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi, kiếp trước suy nghĩ suốt bao lâu, tôi vẫn chưa nói cho hắn. Ninh ninh, em đừng nói nữa, giọng hắn khàn đặc, nhẹ nhàng như nỉ non, anh không tin à, đáp lại tôi là sự trầm mặc vô hạn. Hắn sợ nên không dám hy vọng xa xôi rằng chúng tôi sẽ có một đứa nhỏ. Tôi lại nói, sinh một bé trai một bé gái, biệt danh để phần anh đặt ai mà ngờ rằng hắn vừa khôi phục lý trí lại ngay lập tức mất kiểm soát thời hoài tự không cho tôi cơ hội nói nữa mà ông tôi đi vào sau cánh cửa bên văn phòng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại gió bồi hồi bên cửa kính ánh trăng sáng nơi cách một cánh cửa có tiếng thì thầm đến nửa đêm tôi vực lại tinh thần liền đá hắn nói không cần hắn nữa thời hoài tự không nói một lời mà kéo tôi lại hỏi không cần anh thì em cần ai hắn hỏi nghiêm túc tôi đỏ mặt dù sao cũng không cần anh Ừm, hắn buồn bực những gì em nói không tính trong giấc mơ đêm nay có lúc mơ thấy bị thời hoài tự cuốn lấy có lúc lại thấy lửa cháy đầy trời tôi nằm trên vũng em mờ áo mớ thuốc n ổ buộc trên người thời hoài tự lao vào đám cháy bế tôi lên cả người tôi đang run rẩy tôi thấy hắn khóc chỉ có thể bất lực giơ tay lên đẩy hắn ra cút đi thời hoài tự anh đi đi đừng chạm vào em xin anh đấy giấc mơ tan vỡ theo tiếng khóc cảm giác ấm áp tan biến ngay lập tức tôi trở về với đêm tối mở mắt ra thấy hai bên má đã ướt nhèm hóa ra là giấc mơ sau khi hoàn hồn tôi mới phát hiện ra thời hoài tự đã bị đẩy đến tận mép giường theo sắc mặt hắn có vẻ như tôi vừa nói mớ hắn đưa khăn giấy cho tôi ngồi cách tôi một khoảng đầu ngón tay cũng tránh không chạm vào tay tôi lòng tôi bỗng trùng xuống hắn vẫn hiểu lầm thời hoài tự tôi dè dặt ban nãy em nằm mơ hắn cũng cẩn thận lắng nghe tôi tôi nức nở em nằm trong đám cháy trên người bị buộc thuốc n ổ anh lại muốn cờ hờ ếch theo em thế nên em mới phải dằn lòng nói câu kia anh đừng hiểu lầm ánh mắt hắn có một tia sáng ngắn ngủi vụt qua như thể đang suy nghĩ cẩn thận lại rồi trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu được rồi anh tin nói xong hắn đắp lại chăn cho tôi rồi cầm gối đi ra ngoài thời hoài tự tôi gọi với theo nói với bóng lưng hắn anh lừa em hắn không đáp lại tôi cầm lấy chiếc gối hung hăng nện vào tấm lưng hắn, được thôi, anh đi đi, tôi đang mỏi người phát mệt đây, anh cứ trở mặt nói dối đi, khốn kiếp, để tôi ở đây tự sinh tự di cũng được, dứt lời, tôi cũng chẳng nhìn hắn, nằm quay lưng lại, người cuộn tròn như con tôm, cứ thế chui vào chăn, chẳng trách người ta hay bảo người trẻ tuổi dễ nóng nảy, thời hoài tự 10 năm sau của kiếp trước chẳng đáng yêu tẹo nào, sau giây lát trầm mặt, phần giường bên kia lúng xuống một chút, thời hoài tự thở dài, ngủ thôi phải ông mới ngủ, hắn nghe lời kéo tôi qua, ông tôi vào lòng, đêm còn dài, tôi nhìn theo bóng đêm vô hạn mà không chút buồn ngủ. Từ khi sống lại, phần ký ức trong đầu tôi đã hỗn loạn, kẻ bắt cóc tôi từng có giao thiệp với thời hoài tự, là ông chủ của một công ty bị phá sản. Vụ tai nạn của Tống Diễn năm đó là do chú hai tôi sắp xếp, hồng tách tôi khỏi thời hoài tự. Đó là những điều tôi biết được trong năm cuối cùng của kiếp trước. Nơi ở của tôi luôn được thời hoài tự bảo vệ cẩn mật, tôi lại bị bắt cóc trên đường đến bệnh viện khám thai định kỳ. Đối phương từ đâu mà biết được, chỉ có thể do cuộc điện thoại tống diễn gọi cho tôi mà ra. Đến tận giây phút cuối cùng trước khi cơ hờ, tết, thời hoài tự vẫn nói, cảm ơn tống diễn, nếu không có anh ta, anh sẽ chẳng thể tìm được em. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bây giờ nhẫm lại, tôi đã vô cùng tin tưởng làm bạn với Thanh Mai Trúc Mã hơn 10 năm, tống diễn, rốt cuộc anh ta thực sự đóng vai gì? đêm qua mất ngủ nên sáng hôm sau đầu tôi đau như muốn n ổ tung thời hoài tự em không đứng dậy được nữa chẳng có ai như anh cả hắn hứng vài cú đá của tôi bất lực nói đứng dậy ăn sáng đi không ăn quá ư là nguyên tắc tôi phát cáu em không thích anh trẻ lại mười tuổi chút nào hắn dừng lại một lúc dịu dàng hỏi lại anh trẻ phải tôi kéo chăn khỏi tay hắn rồi cuộn lại vào người mình em thích già đi mười tuổi anh già đi đừng làm phiền giấc ngủ của em tôi nhích người đến vị trí ấm áp nhất thoải mái duỗi chân toàn thân như bao phủ bởi hơi ấm của thời hoài tự tôi ngủ thẳng đến chiều quả nhiên hắn lo tôi ngủ dậy bị đói nên bữa cơm trưa đã được đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng sạch sẽ vô cùng tất cả mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp còn chiếc giường lớn của tôi là ngoại lệ mở ra cách biệt như trời với đất vậy lộn xộn vô cùng do đêm qua tôi làm loạn ga giường bị kéo nhăn nhúm cuộn hết lên người thời hoài tự không thể phủ nhận, thời hoài tự tuổi 28 và thời hoài tự tuổi 38 quả là ngây thơ hơn rất nhiều. Tôi lắc đầu, rũ bỏ những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh ra khỏi tâm trí. Rửa mặt qua loa, tôi ăn điểm tâm rồi lấy chiếc áo sơ mi của thời hoài tự mặc, mở cửa thò đầu ra ngoài. Văn phòng yên lặng. Máy tính đang chiếu hình một cuộc hội nghị. Nắng chiều nghiêng nghiêng, ánh sáng dịu dàng theo cửa sổ kính ghé thăm căn phòng, dừng lại trên tay trang và đôi giày trên người thời hoài tự trung hòa sự lạnh lùng xa cách từ trong cốt tủy của hắn lòng tôi bỗng chốc rung động bên tai bất giác đỏ lên tầm nhìn của thời hoài tự luôn nhạy bén gần như khi tôi vừa mở cửa ra hắn đã lập tức quay lại nhìn thấy quần áo trên người tôi hắn ngây người tôi xấu hổ ho khan vài tiếng sau khi xác nhận không có ai bên ngoài tôi mới đỏ mặt đi ra ngồi đối diện thời hoài tự tôi mở điện thoại có năm cuộc gọi nhở và hàng tá tin nhắn đều là của tống diễn toàn bộ đều vào đêm khuya lúc ấy, chắc hẳn tôi vẫn còn đang mơ màng, thế nhưng lại không bị tiếng chuông đánh thức, chẳng lẽ là, tôi đâm chiêu nhìn chầm chầm thời hoài tử, ánh mắt hắn vẫn đang tập trung, dường như không phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cứ làm bộ đi, tôi bắt chéo chân, đung đưa trong tầm nhìn của hắn, không quan tâm quần áo của mình thế nào, giọng nói của thời hoài tử đột nhiên sững lại, sau một lúc mới nói, hôm nay đến đây thôi, hắn dứt lời, cuộc họp cũng kết thúc. Hắn nhẹ nhàng dựa vào ghế giám đốc, nhíu mày, Tang Ninh, ồ, tối hôm qua còn gọi Ninh Ninh, giờ lại thành Tang Ninh rồi, nhìn dáng vẻ đường hoàng đạo mạo, làm ăn đàng hoàng không nhận hối lộ, ai mà không biết chắc hẳn nghĩ hắn đứng đắn lắm. Tôi cò cò vào đôi chân dưới gầm bàn của hắn, thời tổng, hôm qua điện thoại em có chung báo không? Thời hoài tự bình tĩnh nhìn xuống, anh không rõ, thật à, tôi lướt qua bàn làm việc, nắm cà vạt của hắn, kéo lại gần. Cho dù hắn che giấu tốt đến mấy thì đối với tôi, hắn cũng chỉ là người trẻ mà thôi tan ninh, anh đang làm việc, hắn nghiêm giọng nhắc nhở tôi, nếu không phải hô hấp của hắn dồn dập, có lẽ tôi còn nghĩ hắn thanh tâm quả dục lắm. Ồ, tôi hôn nhẹ hắn, vậy anh còn muốn không? Hắn trầm mặt một lúc, nói thẳng, muốn, tôi lại hôn tiếp, em ở cách vách, đợi anh tan tầm mình về nhà. Trở về phòng, tôi lại nhận được điện thoại của Tống Diễn. Ninh ninh, anh xuất viện rồi, đầu dây bên kia, âm thanh khàn khàn khản đặt giọng mũi như thể cả đêm không ngủ. Tôi sững người, sao lại xuất viện rồi không điều trị nữa giọng anh ta trầm xuống nếu như không thể chữa được chi bằng anh từ bỏ trước vậy anh muốn sống một cuộc sống bình yên với em tôi nhíu mày chúng ta đã không thể nào nữa rồi hơn nữa tôi đã kết hôn vậy còn anh phải làm sao đây tống diễn nói em coi lời hứa của chúng ta là gì hay là do gương mặt anh bị hủy hoại rồi nên em mới chê anh tôi nói lại là anh nói chỉ khi chia tay thì công ty mới chịu phát triển cho anh anh mới có thể tiến xa hơn, nhưng em đã hứa sẽ đợi anh mà, thế tôi phải đợi đến khi nào? Tôi thở dài, anh có vô số cơ hội rồi, cuối cùng người chờ đợi vẫn là tôi. Chú hai tôi là người sẵn sàng vì mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Sau khi sinh tôi, bố mẹ đưa tôi đến nhà họ Tang, mỗi người bọn họ đều ra nước ngoài lập gia đình mới. Tôi chính là một quân cờ của nhà họ Tang. Khi Tống Diễn kiếm bội tiền từ việc đóng phim điện ảnh, tôi cũng bị chú hai chèn ép đến không còn đường đi. Đêm đó, Tôi gọi anh ta cả đêm nhưng anh ta không bắt máy. Ngày hôm sau, tôi đi xem nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh rộng của anh ta, chán nản nhận lời đề nghị tác hôn của chú hai. Lúc ấy, Tống Diễn lại gọi điện hỏi tôi, em, em có yêu anh ta không? Tôi không hề do dự đáp, tôi yêu anh ấy. Vài ngày sau đó, Tống Diễn không còn liên lạc gì với tôi nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu muốn bắt hung TH, ủ đã hại tôi ở kiếp trước thì nhất định phải nhờ đến vai vế của thời hoài tự. Bước đầu tiên, phải tìm cách để hắn tiếp nhận việc tôi đã sống lại để tránh việc hắn tống cổ tôi vào bệnh viện tâm thần sau khi cô gái này sống lại cô bắt tay điều tra kẻ đã hại nhà mình chậm thông tin cũng là cái hay anh không tò mò cô ấy đã chuyển bại thành thắng như thế nào à tôi chống tay ghé vào trước mặt thời hoài tự nói một cách hào hứng đây đã là cuốn tiểu thuyết trọng sinh thứ ba tôi đọc cho hắn trong tháng này thời hoài tự nghiêm túc lắng nghe nếu em thích anh sẽ đầu tư để dựng thành phim truyền hình không phải em thích quan trọng là anh có thích không cơ hắn nhìn bộ quần áo nhăn nhúm tôi đang mặc mà không khỏi thở dài em thích thì anh thích tôi không chịu buông tha nắm chặt tay giả làm micro vậy anh hãy nêu cảm nhận đi nào thời hoài tự gần đây ở chung chúng tôi hòa hợp hơn rất nhiều hắn nhường nhìn tôi mười phần tôi thì lại ngoan ngoãn nghe lời nhưng tổng thể lại vẫn có gì đó xa cách thời hoài tự tôi kéo ghế lại gần ngồi trước mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc nói em cảm thấy đã đến lúc phải nói cho anh rồi Hắn buông đũa, dáng vẻ rất chăm chú nghe tôi nói, "Em nói đi." Tôi cay đắng nói, "Thực ra, em cũng sống lại như vậy." Im lặng, sự im lặng kéo dài. Thời Hoài tự nhíu mày, đôi môi mím chặt, hắn muốn cười. Tôi chỉ hắn, biết ngay mà, quả nhiên anh không tin. "Tiếp tục đi, Ninh Ninh." Khóe môi hắn nhếch lên, rồi lại bị áp chế một cách mạnh mẽ, "Anh tin." Tôi chỉ đơn giản dốc sức kể lại những chuyện kiếp trước cho hắn nghe một lần. Ban đầu hắn lắng nghe như thể đang xem một đứa trẻ kể chuyện, nghĩ rằng đó là mánh khóe tôi mới học được. Dần già, hắn nhíu mày, tôi biết tôi đã nói đúng, người đơ, em mờ em, họ Phương, là nhân viên công ty anh, sau tách ra tự lập nghiệp. Tất nhiên bây giờ là 10 năm trước, em cũng không biết hắn ta đang ở đâu, còn nữa, chú hai của em cũng nhúng tay, cuối cùng, phải chú ý tống diễn, tôi còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông chói tai chen ngang. Tôi và thời hoài tự đều nhìn thấy cái tên trên màn hình a diễn là sơ xuất của tôi phần tên danh bạ của tống diễn tôi chưa đổi lại thành họ tên đầy đủ thời hoài tự thu lại cảm xúc khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như thường đứng dậy bưng chén đĩa lên anh đi rửa chén loại cảm giác này lại đến lần nữa là vô tình né tránh hắn vẫn đang sợ tôi khẽ mím môi cầm di động lên theo hắn vào phòng bếp hắn quay lưng về phía cửa mở vòi nước tôi mở loa ngoài giọng nói quen thuộc của tống diễn từ loa truyền đến ninh ninh có lẽ đây là lần cuối cùng anh gọi cho em. Ngoại trừ giọng nói còn có cả tiếng gió đang gào thét, tôi lập tức lo lắng, anh đang ở đâu vậy? Sân thượng của trường trung học. Giọng nói của anh ta rất nhẹ, ninh ninh, em nhớ không? Ngày cha mẹ rời bỏ anh, em nói, nhà họ tan cũng lạnh nhạt với em, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Năm một tám tuổi, anh đã định nhảy xuống từ sân thượng, là em đã cản anh lại. Giọng nói nhẹ vô cùng, đường theo chút núi tiếc, bây giờ, em không cần anh nữa, anh cũng chẳng còn lý do gì để sống cả. Tống diễn, anh đừng kích động, đầu óc tôi ông lên, tôi xoay người vơ lấy quần áo mặc vào, anh chờ em. Em sẽ đến ngay, sau khi cúp máy, tôi thấy thời hoài tự vẫn đưa lưng về phía tôi, đứng bên bồn rửa, dường như không nghe thấy gì cả, chỉ còn tiếng nước ao ao, tôi nóng nảy cuốn lên, quay, anh ngốc à. Sao còn không thay quần áo đi, hắn bị tôi kéo đến lão đảo, ánh mắt âm u nhìn tôi, thay quần áo, em đi một mình thì không hợp lý, em kết hôn rồi mà. Tôi bực bội lấy điện thoại ra, nói càng nhanh hơn, thời hoài tự, cho anh 10 giây để cởi tạp về. Em báo cảnh sát trước, anh ta điên rồi, bọn nhỏ còn đang trong giờ tự học, anh ta lại định nhảy xuống một cách vô nhân tính thế sao? Thay xong rồi, thời hoài tự đã tương tất đứng ở cửa. Tôi ngỡ ngàng, tác phong của anh nhanh thật. May mà thời hoài tự có thể lái xe nên đỡ phải mất thêm thời gian đợi tài xế. Cảnh sát đã sắp tới hiện trường đồng thời dặn tôi không gọi điện cho tống diễn nữa có một tia hy vọng treo lơ lửng như vậy anh ta sẽ không thể làm ra chuyện nguy hiểm trong nửa giờ mà trong lúc này có thể sơ tán các học sinh trong trường thời hoài tự lái xe với tốc độ nhanh nhất trong phạm vi an toàn chúng tôi đến hiện trường sớm trên sân thượng gió thổi rất lớn nhưng cũng không thể làm tan biến hơi nóng của mùa hè khuôn viên trường yên ắng không một tiếng động cảnh sát đứng cách tống diễn năm mét không dám đến gần tôi được cảnh sát kéo lên sân thượng, cô gái, anh ta nhất định phải gặp cô, cô cho chúng tôi một khoảng thời gian đủ dài để hoãn binh, nhân viên cứu hộ sẽ đến ngay lập tức. Tôi nhìn thời hoài tử, hắn bị chặn bên ngoài dây cảnh báo, gật đầu với tôi, tôi hít sâu một hơi, leo lên bậc thang, gọi, tống diễn, bóng người ngồi ở rìa sân thượng di chuyển và quay lại, để lộ một bên khuôn mặt bị thiêu bỏng. Ninh ninh, em tới rồi, nhìn thấy anh ta, tôi hoảng hốt, Tôi đã không gặp anh ta trong một thời gian dài, kiếp trước, sau khi tôi với thời hoài tự giải hòa hiểu lầm, chúng tôi đi thăm anh ta vài lần, tống diễn đều tỏ ra bài xích, có lẽ là do một người mà mình hận suốt nhiều năm, rồi bỗng một ngày phát hiện ra hắn không phải hung tê hát cũng rất khó để buông bỏ hận thù. Hơn nữa sau này, thời hoài tự bị đối thủ nhầm vào, tình thế căng thẳng, nên tôi cứ ở nhà, không dám ra ngoài, kiếp trước kiếp này cộng lại, hẳn là đã hơn một năm chưa gặp, tống diễn anh xuống trước được không? Tống diễn không nghe tôi nói, mà cứ nhìn tôi như vậy, thực xin lỗi. Tầm mắt anh ta dừng ở đám đông, nhìn thấy thời hoài tự, nói, em nói đúng, anh quá tiêu cực. Rõ ràng trước khi em kết hôn, anh đã nói với em về sau chúng ta sẽ là một gia đình. Anh quá tham lam rồi, tôi nhớ lại những năm tháng tôi và Tống Diễn nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua. Bị cô N đồ gây khó dễ, là anh ta đã che chở cho tôi, thay tôi chịu đòn. Tôi bị chú hai đuổi ra ngoài, anh ta bất chấp đêm mưa to che ô cho tôi, đưa tôi về nhà. Trong lúc nhất thời lại bỗng nhiên dao động, anh ta có phải là kẻ thực sự đã hại tôi không? Tống diễn cười cười, em nhận lời hàng năm đón sinh nhật cùng tôi, em hát bài chúc mừng sinh nhật, tôi sẽ xuống. Được, em hát, gió dần dịu đi, bài ca chúc mừng sinh nhật chậm rãi ngân nga trong đêm tối nơi sân thượng. Nhưng khi hát bài này, tôi lại nghĩ, hôm đó không hát sinh nhật thời hoài tự, về phải bù đắp mới được. Khi bài hát kết thúc, Tống Diễn đứng lên, đối diện với tôi, cảm ơn em, nhiều năm rồi không nghe em hát, vẫn hay như ngày nào, tôi muốn hỏi em một câu nữa, anh ta nói rất khẽ, anh hỏi đi, em còn yêu tôi không? Tôi trầm mặt, mãi lâu sau, tôi mới đáp, anh là ân nhân của em, ngay từ khi anh ta đứng trên sân khấu, nó đã là như vậy. Con ngươi sâu thẳm của Tống Diễn nhìn về phía đám người, dường như đang mắt đối mắt với thời hoài tự, gió trên sân thượng khiến tôi hơi lạnh, tôi nói, chúng ta trở về, được không? Tống diễn thu hồi ánh mắt, mỉm cười với tôi, ninh ninh, anh yêu em. Nói xong, hai tay anh ta giang rộng, lùi ngược lại về phía bóng đêm vô tận. Giây phút đó, thời gian dường như ngưng trệ. Má, u toàn thân tôi bị đóng thành băng, ngay lập tức lao thẳng lên sân thượng, tống diễn, nhưng chỉ nhào vào khoảng không. Mặt đất tâm tối giống như cái miệng của một con thú khổng lồ, tống diễn cứ như vậy biến mất trong đêm sâu. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống mặt đất tối tăm, đầu óc trống rỗng, dường như nghe thấy một âm thanh chấn động, chân tôi mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất. Tống diễn, anh ta cứ thế ra đi sao? Là tôi đã trách lầm anh ta ư? Mọi người đều nói rằng con người rất nhạy cảm. Tôi và anh ta quen biết nhiều năm như vậy, Tống diễn nhận ra sự xa lánh của tôi đối với anh ta, vậy nên đã chọn cách kết liễu sinh mệnh của mình. Có phải hay không? Tôi đã di kế tê anh ta. Người tôi lạnh lẽo, ngồi ngơ ngác, cơ thể không ngừng rung lên bần bật. Đột nhiên, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, hương vị quen thuộc lúc này như cọng rơm cứu mạng, tôi nắm chặt tay áo của thời hoài tự, nói, em đã hại cơ hờ, tết anh ta, hắn ông tôi, anh ở đây, em đừng lo, em không biết, em không biết phải làm gì nữa, tôi khóc thành tiếng, ông lấy thời hoài tự, nói năng lộn xộn, xin lỗi, hắn khẽ vuốt ve tóc tôi, anh ta không cơ hờ, thế, tê, đừng khóc, hắn ghé vào tai tôi, nhẹ giọng thì thầm, cảnh sát đã đặt một chiếc giường bơm hơi bên dưới nên đỡ được anh ta rồi tôi nhắm mắt lại nước mắt thấm ướt áo sơ mi hắn thế rồi tôi càng nức nở khi một người thực sự cờ hờ tế tê vì bạn nỗi ân hận sẽ chất cao thành núi khiến con người ta suy sụp thời hoài tự nặng nề nói chỉ là tổn thương phần mềm đã được đưa đến bệnh viện nếu em muốn đi anh có thể đưa không cần giọng tôi khàn đặc em muốn ở bên anh ừ tôi quay trở lại xe với hắn ngoài cửa sổ cảnh sát lần lượt rút lui lát nữa sẽ có người đưa chúng tôi đến bệnh viện bởi vì tống diễn không có người thân tôi dựa vào vai hắn mệt mỏi nói trước khi đến còn một câu cuối cùng em chưa nói với anh em nghi ngờ tống diễn cũng nhúng tay vào thời hoài tự hít sâu một hơi ninh ninh nếu không thì sao nếu anh ta vô tội em sẽ chọn anh ta hay anh đây mãi đến khi hắn hỏi ra những lời này tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm từ trước đến nay thời hoài tự đã cam chịu rằng mình là người không được chọn, nhưng tàn ninh của 10 năm sau, lần nào cũng sẽ kiên định lựa chọn thời hoài tự. Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thời hoài tự, anh có nhớ lúc tống diễn mới đờ bút không? Ừm, lúc chúng ta còn chưa quen nhau. Em và tống diễn đã chia tay rồi. Nếu phải nói về tình cảm của tôi đối với tống diễn, thật ra rất phức tạp. Chúng tôi cùng nhau vượt qua tuổi trẻ đầy sóng gió, bước chân vào xã hội tàn khốc, so với những thứ đó, yếu tố tình yêu, có vẻ ít lại càng thêm ít tôi bẻ đầu ngón tay kể từng chuyện cho thời hoài tự nghe anh ấy đờ bút diễn xuất danh tiếng càng ngày càng lớn đến lúc em kết hôn với anh hai tuổi em hẳn là đã chia tay hơn một năm rồi em thừa nhận lúc đầu em rất ghét anh giống như ghét chú hai vậy đó ghét những người chưa được cho phép đã đặt chân vào cuộc sống của em đúng lúc khi ấy tống diễn trên đường đi ăn tối với nhà đầu tư đã xảy ra ta in giao thông tài xế vẫn là của anh rồi em cho rằng anh cũng là một người tàn nhẫn và độc ác như chú hai của em em cũng không phải vì thích tống diễn nên mới ghét anh em không thích tống diễn chỉ là không vừa mắt những người chỉ vì một lời nói không vừa ý mà hủy hoại cả tương lai của người khác thời hoài tự nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi thật xin lỗi thật sự là vấn đề của anh là do anh chưa suy nghĩ thấu đáo không phải tôi ôm lấy cánh tay hắn em nói rồi đều là vấn đề của chú hai anh không làm gì sai cả ai dám mắng anh, em sẽ cùng người đó cãi lại. Hắn im lặng một lúc rồi nói câu, cảm ơn, cảm ơn cái gì? Lần đầu tiên, có người bên vực người của mình, là đang bảo vệ anh. Nghe đến đây, tôi lại thấy ấy nấy. Hiếm khi nghe người trong giới nhắc về gia đình của thời hoài tử. Thật vậy, không có ai bảo vệ hắn cả. Thời hoài tử nghiêm túc nhìn tôi, có thể nói, em bắt đầu thích anh từ hồi nào được không? Đêm tối lắm, nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm hy vọng lóe lên trong mắt hắn. Có một lần, anh uống say, trở về đá bay cái khăn quàng cổ em đang cho con chó con, nửa đêm anh ngồi xếp bằng dưới đất nghiên cứu cách đan lại khăn quàng cổ cho nó. Em bảo anh đi ngủ đi, nhưng anh nói mùa đông không có khăn quàng cổ chó con sẽ lạnh. Thế là em cảm thấy, một người có thể quan tâm đến một chú chó con có lạnh hay không, có lẽ, sẽ không nhẫn tâm làm hại người khác như vậy. Thật ra, còn có một chuyện tôi không nói với hắn, tối hôm đó thời hoài tự nói mớ, hắn nói, ninh ninh, anh cũng lạnh đúng lúc nửa đêm tôi tỉnh dậy đi uống nước, nên nghe thấy, lòng tôi mềm nhũng, cảm thấy hắn cũng thực đáng thương, lẽ loi, không ai thích, thời hoài tự thích thú lắng nghe, nhà chúng ta sẽ nuôi chó sao, Từm, bảy năm sau, sinh nhật em, anh tặng em một con, nói anh bận quá thường không về nhà, để nó chơi với em, tôi vui vẻ bẻ đầu ngón tay bắt đầu tính, giờ chắc nó còn là con chó già nhà người ta, vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp đâu. Con chó nhỏ của chúng ta rất thông minh, vừa học đã nhớ. Em còn nghi nó không uống canh mạnh bà. Nói một nửa, tôi bỗng dưng sững lại. Thời hoài tự sững sốt, làm sao vậy? Tôi ngơ ngác nắm lấy tay hắn, tống diễn, anh ta cũng giống em. Giống cái gì? Ở trên sân thượng, tôi quay đầu lại, nhíu mày chặt hơn, lúc cuối cùng khi tống diễn nhảy xuống, nói với em, đã nhiều năm rồi không được nghe em hát chúc mừng sinh nhật anh ta, nhưng mà năm ngoái, em đã tổ chức sinh nhật cho anh ta. Thời hoài tự nheo mắt, hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Ý em là, kiếp trước, em đã có nhiều năm, phải? Má, u dồn lên đầu, cảm giác trăm trang như lưng bị kim chích. Theo lời anh ta nói, đã đợi em hát mừng sinh nhật rất nhiều năm rồi, nếu vậy cũng chỉ có thể giải thích theo cách này. Thời hoài tự và tôi nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Đi bệnh viện. Nửa giờ sau, bác sĩ nói với chúng tôi một người nào đó đã đưa Tống Diễn đi. Chúng tôi có hỏi lại thì bị từ chối với lý do không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân. Với tình huống này, thật khó để tin rằng Tống Diễn không liên quan gì đến vụ việc đó. Trên đường về, tôi cứ miên man suy nghĩ về một vấn đề. Anh nói xem, vừa rồi là anh ta cố ý nhảy xuống sao? Thời hoài tự cầm vô lăng, gõ đầu ngón tay lên bọc da và nói. Nói chung, cảnh sát sẽ bố trí một chiếc giường bơm hơi ở những nơi có địa hình thấp. Nếu là anh, anh sẽ chắc chắn một trăm phần trăm mình sẽ không chết nếu nhảy xuống. Tôi trầm ngâm nhìn vào sườn mặt của hắn, ồ, vậy anh nghĩ anh ta sẽ có tâm lý gì? Hắn khẽ hừ một tiếng, lừa gạt lòng thương cảm của em, để em đứng về phía anh ta. Đây thực sự là lần đầu tiên thời hoài tự nói những lời chua như vậy với tôi trong hai kiếp của hắn. Tôi mím môi, trịnh trọng gật đầu, ừm, anh rất hiểu nha. Hắn khô cằn nói, đàn ông hiểu đàn ông nhất. Tôi không chỉ ra mà nhìn khung cảnh bay qua nhanh ngoài cửa sổ chìm vào trầm tư. Trước 10 năm, nói cho thời hoài tự biết phải đề phòng ai, mọi chuyện hẳn là sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ đến cảnh kiếp trước hắn không chút do dự xông vào lửa ông lấy tôi, lòng tôi lại bắt đầu nhói đau. Sao có thể không động lòng được? Ai tốt với mình, rất dễ nhận ra. Sau khi lăn qua lộn lại trên đường mấy tiếng đồng hồ, lúc về đến nhà đã là đêm khuya. Dì Lưu đã về. Phòng khách không bật đèn, thời hoài tự vừa định đưa tay ra, tôi liền xông tới đẩy hắn ngã xuống sofa đôi chân dài của hắn bất đắc dĩ phải để hai bên hông tôi, đỡ lấy trọng lượng của tôi. Quần áo thời hoài tử sốc xếp, khàn giọng nói, em muốn làm gì? Thời hoài tử, tôi ghé sát vào tai hắn thì thầm, em yêu anh. Hơi thở của hắn lập tức trở nên rối loạn. Hầu kết hắn lên xuống, giữ chặt lấy eo tôi để tôi không từ trên người hắn lăn xuống. Đi xuống, ngữ khí mệnh lệnh nhưng gần như là đang xấu hổ. Tôi kinh ngạc chớp chớp mắt, không thể nào, anh, đừng nói, hắn che mắt tôi lại, tàn nhẫn nói cũng đừng nhìn trước mắt chợt tối sầm mí mắt lúc mở lúc nhắm lông mi cọ vào lòng bàn tay ấm áp ai biết em yêu anh lại có lực sát thương lớn đến vậy có thể làm hắn tiếng lòng rối loạn tôi cười toe toét em yêu anh em yêu anh những lời nói vui đùa tinh nghịch như những chiếc lông vũ cào nhẹ vào tim hắn cào đến lửa nhỏ bốc cháy thành mảnh tôi chống ngực hắn có thể trực tiếp cảm nhận được nhịp tim đang dần tăng tốc dưới lòng bàn tay thế là tôi dịu giọng lại a tự em yêu anh ngay sau đó môi bị hắn chặn lại hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết dồn tôi vào một góc phải đón nhận tình yêu của hắn mà không được phép từ chối đôi bàn tay ấy như chạm vào báu vật lướt qua sườn mặt cổ tôi nhẹ nhàng giữ lấy si mê trằn trọc không nghe lời hắn thở dài em không đói sao đói tôi như con gấu túi bám dính lấy hắn bàn tay nhanh nhẹn luồn vào trong áo hắn đói ăn cơm thấy hắn vẫn không dao động tôi liền dốc toàn lực chồng, anh đã nghĩ ra biệt danh cho con mình chưa? Ánh mắt thời hoài tự dần tối, hắn bế tôi đi qua bàn ăn, thẳng vào phòng ngủ. Mùi chân gà nướng hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi thò đầu ra nhìn lên bàn cơm, mắt sáng lên. Ai, đợi chút, dì Lưu để lại chân gà cho em. Đừng nghĩ nữa, thời hoài tự lần đầu tiên từ chối tôi một cách tàn nhẫn, cơ hội chỉ có một, hiện tại anh quyết định. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tôi cảm giác thời hoài tự là người rất hay dùng thủ đoạn đàm phán mà hắn không chỉ là một chút quả thật là một kẻ gian thương giọng hắn nỉ non trong đêm tối đẩy tôi qua lại như con thuyền nhỏ trong cơn thủy triều những nụ hôn nhỏ vụn lan tỏa khắp đầu ngón tay cuối cùng bị hắn xoa vào tận trái tim anh là của em tôi trầm mê sắc đẹp hừ lạnh một tiếng lật người đẩy ngã người đàn ông này xuống dưới thân của em đều là của em sau lại tắm rửa xong miếng mắt tôi như dính chặt vào nhau một đôi tay tranh thủ ông lấy hắn chạy tán loạn khắp nơi ăn đậu hũ hắn giống một con chó lớn ngoan ngoãn dường như không bao giờ mất bình tĩnh phát giận ninh ninh ưm tôi buồn ngủ cực kỳ giọng cứ nhảo nhảo dính dính lúc mới vừa kết hôn em hứa cùng anh đi xem phim nhưng hôm sau em bị đau bụng nên hủy bỏ đi bệnh viện là đi gặp anh ta sao với tôi mà nói đã là chuyện rất lâu trước đây tôi nhớ lại có vẻ như không liên quan gì đến tống diễn hết Trước đó một hôm thời Hoài tự nhờ người đưa về một chiếc bánh nhỏ, tôi còn ăn thêm cánh gà ngâm ớt nên bị viêm dạ dày, đến bệnh viện truyền nước biển, lấy thuốc rồi về nhà nằm, nhưng nghe giọng điệu của thời Hoài tự, hình như không đúng lắm. Cơn buồn ngủ của tôi ngay lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, bò dậy ngồi. Sau một thoáng kinh ngạc, thời Hoài tự nói, "Tôi xin lỗi." Trước đừng xin lỗi, em không tức giận, tôi khoanh chân ngồi dậy, "Em chỉ là tò mò." sao anh lại cảm thấy em là đi tìm tống diễn lẽ ra với năng lực của hắn hắn có thể dễ dàng lấy được hành trình của tôi đương nhiên hắn cũng sẽ biết tôi đang nửa chết nửa sống truyền nước biển trong bệnh viện nhưng mà hắn không có tra sau một hồi im lặng thời hoài tự thành thật khai anh có thể thấy vòng bạn bè của tống diễn không phải anh ấy không thích đăng lên vòng bạn bè sao bốn mắt nhìn nhau và đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương thời hoài tự móc điện thoại ra đưa cho tôi Tôi nóng lòng bấm vào ảnh đại diện của Tống Diễn, ngay khi nhìn thấy nội dung anh ta đăng trên vòng bạn bè, đầu óc tôi như quay cuồng. Ngày mồng 9 tháng 8, Ninh Ninh nói hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi. Cảm ơn người yêu của tôi. Ngày mồng 1 tháng 8, tôi nếm thử đồ ăn Ninh Ninh tự mình nấu, vẫn là mùi vị trước kia. Tôi điên cuồng lướt xuống dưới, cho đến nửa năm trước, cái kia, phim đã chiếu, chờ Ninh Ninh tới. Đó là ngày tôi bị viêm dạ dày. Mà mở điện thoại của tôi lên, vòng bạn bè của tống diễn trống không những nội dung này chỉ hiển thị với thời hoài tự nhưng mà trên thực tế từ khi kết hôn tôi ít khi có qua lại gì với anh ta nhiều nhất là khi bệnh viện gọi thanh toán hóa đơn hoặc khi bác sĩ muốn điều chỉnh kế hoạch điều trị tôi thực sự coi anh ta như một người bạn cũ nhưng anh ta lại âm thầm làm tổn thương những người thân của tôi hết lần này đến lần khác tôi tức giận đến đau cả đầu anh tin trong đó thậm chí còn không có ảnh chụp của tôi thời hoài tự cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè trống không trên điện thoại của tôi trong mắt có gì đó dần sáng lên ninh ninh anh không dám không tin hắn liên tục thoát ra rồi vào lại giống như đang xác nhận điều gì đó lại như chỉ là hành động vô thức sau khi nhìn thấy ánh sáng anh sợ tìm người đi ra lại nghe được tin em và anh ta thật sự ngồi trong rạp chiếu phim nếu vậy anh thà rằng không biết tôi vừa tức vừa đau lòng anh hỏi em một tiếng cũng đang nói giữa chừng đột nhiên dừng lại đúng vậy hắn không dám hỏi. Tôi lúc đó, hở chút là nói lời khó nghe với hắn, chỉ sợ câu trả lời mà thời hoài tự nhận được cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với phỏng đoán của chính hắn. Em sai rồi, tôi nhào vào trong ngực thời hoài tự, khóe mắt cay cay, thực xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ cáu bẩn với anh nữa. Hắn khẽ cười hôn lên vành tai tôi, không, anh thích bộ dáng cáu bẩn của em, rất đáng yêu, chỉ là đừng lại nói không cần anh. Đêm nay, chút ngăn cách cuối cùng giữa chúng tôi, cũng đã biến mất. Tôi hoài nghi thời hoài tự có khuynh hướng thích bị ngược. Ngày nào không chọc chửi là ngày đó thấy khó chịu trong người. Một buổi sáng đầu thu, tôi lại bộc phát. Thời hoài tự, anh là muốn mệt đến cờ hờ kế tê trong công ty phải không? Hay muốn em gửi cho anh bằng khen yêu nghề kính nghiệp đây hả? Trong điện thoại, giọng nói gợi cảm của thời hoài tự như bị che bởi một lớp vải dày, còn mang theo chút giọng mũi, cười nói, anh vẫn còn làm được. Nửa đêm hôm qua, hắn sốt cao, toàn thân nóng như lửa đốt. Tôi gọi cho bác sĩ gia đình đến kê đơn thuốc hạ sốt. Nửa dỗ dành, nửa cưỡng ép đút thuốc cho hắn uống, lại bưng cái chậu nhỏ, lau người cho hắn. Đến rạng sáng, cơn sốt mới lui đi. Tôi viết sẵn một thực đơn thanh đạm đưa cho dì Lưu, làm để thời hoài tự thức dậy là có thể ăn, sau đó ngủ thết đi trong vòng tay hắn. Ai biết mở mắt ra đã 10 giờ, người đi làm, có lẽ là do bóng ma từ kiếp trước, nên tôi đặc biệt chú ý đến sự an toàn của hắn. Ăn nhanh bữa sáng đơn giản, tôi lấy cháo do dì Lưu nấu rồi vội vã đến công ty hắn. Thư ký vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng đứng lên, thời tổng ở văn phòng, không tiện tiếp khách. Không sao, tôi đợi chút cũng được. Nói xong ngồi xuống ghế sofa ở cửa rồi nghịch điện thoại. Dần dần, tôi nghe thấy thời Hoài tự đang nói chuyện với ai đó, ngữ khí lạnh lùng và sắc bén chưa từng thấy. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại không tự mình nắm lấy. Thời tổng, ngài rõ ràng là cố ý khiến tôi phạm sai lầm thời hoài tự cười khẽ, thì sao, ngài đây là không nói lý, tôi là người làm ăn, chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Cũng sẽ không giảng đạo lý với người khác, tôi chống cầm nghiêm túc lắng nghe, thư ký cũng sắp bị hù cho cờ hờ tết khép rồi, cửa đột nhiên mở tung, một người đàn ông trung niên phẫn nộ từ trong lao ra. Trước khi đi, vô tình liếc nhìn tôi một cái, tôi sững sờ, ông chủ phương, còn không phải là hát, ung thủ đê, âm tôi ở kiếp trước đó sao? chẳng lẽ thời hoài tự đã bắt đầu hành động rồi? Trước 10 năm, không hổ là phái hành động. Thư ký mồ hôi đầm đìa, lớn giọng nói, thời tổng, vợ ngài đến rồi. Tôi lấy lại tinh thần, sách hộp thức ăn đi vào. Cũng không nhìn thấy người đàn ông tàn nhẫn nắm quyền sinh ép ác giới thương nghiệp nào cả. Thời hoài tự ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng tinh không tì vết, hắn cười dịu dàng với tôi, buổi trưa anh sẽ về mà. Tôi đặt hộp cơm lên bàn, ngồi xuống đối diện hắn, vừa rồi, em bị dọa. Thanh âm của hắn rất nhẹ, cười nói, xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý ngữ khí. Không phải, tôi gãi gãi đầu, người này, chính là người lần trước em nói với anh, đơ, em mờ em bị thương. Đáy mắt của thời hoài tự phủ một lớp băng, vô cùng đơn giản nói cứ giao cho anh, rồi vùi mình nghiêm túc ăn cơm. Thời gian vừa đúng, cháu vẫn còn ấm, hắn thực sự là một người có giáo dưỡng tốt, ngay cả khi ăn cơm cũng là cảnh đẹp ý vui. Thấy tôi vẫn nhìn hắn chầm chầm, thời hoài tự dừng lại một chút, muốn ăn với anh không không muốn tôi bối rối rướn người về phía trước cái kia thời hoài tự lại dừng lại thở dài nói muốn mua túi sách hay là quần áo có thể dùng tấm thẻ anh đưa em hoặc là chờ anh xong việc rồi đi với em tôi cắn răng một cái vành tai đỏ bừng hết cả lên làm phiền anh có thể dùng giọng điệu vừa rồi để nói chuyện với em được không cái gì tôi che mặt suýt chút nữa chui vào gầm bàn làm ơn em thích như vậy lắm trên mặt thời hoài tự nhất thời có chút ngây dại tôi lại nghĩ đến một đêm nào đó đầu óc nhanh nhạy nói với hắn dùng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi nhìn em đột nhiên như đứng đóng lửa như ngồi đóng than có chút lời cật nhã thật là lơ đãng liền buộc miệng thốt ra thời hoài tự nuốt thức ăn đột nhiên mỉm cười tôi xấu hổ đá hắn một cái không cho cười em quên em nói gì đi sẽ không quên hắn nhìn tôi chằm chằm anh không bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì em muốn cùng ngày hôm đó Người trong công ty bọn họ nhìn thấy tôi mặt đỏ như quả hồng vội vàng chạy ra khỏi công ty. Kiếp trước kiếp này dây dưa nhiều năm như vậy, gần đây mới có cảm giác lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Vòng bạn bè của thời hoài tự bị tôi trưng dụng. Cách vài bữa đăng tác phẩm thất bại trong phòng bếp, tầm huyết dân trào lại đăng ảnh chụp đôi mờ nhạt, còn thêm quả cáp chua ê răng dở khóc dở cười của học sinh tiểu học. Thời hoài tự khéo léo nói, thật ra, anh vẫn còn một vài người bạn. Ngụ ý là quả thực có chút xấu hổ nhưng thấy tôi chơi vô cùng vui vẻ, hắn đơn giản cũng chấp nhận sự chế giễu của mọi người. Dưới mỗi vòng bạn bè, đều sẽ có một số bình luận cố định, chó già độc thân gục ngã, lại lên đây khoe vợ. Nếu anh bị chị dâu bắt cóc, hãy chớp mắt ra tín hiệu SOS, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã là cuối thu. Tống diễn dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, số điện thoại bị chặn, mọi phương thức liên lạc đều bị cắt đứt, thi thoảng nhìn cảnh học sinh cấp 3 tan trường, tôi lại bồi hồi nhớ về quá khứ nhưng linh tính mách bảo tôi rằng mọi thứ sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy. Thời hoài tự trở nên rất bận rộn, đi sớm về muộn, có đôi khi, tôi ở nhà chờ hắn, sẽ nhớ về kiếp trước, hắn cũng như bây giờ, có vô số việc phải, thời gian nói chuyện với tôi đã ít lại càng ít, bà chủ, 10 giờ rồi, đi ngủ sớm đi, tôi ngồi khoanh chân trên tấm thảm, xung quanh là hàng đống đồ mới mua, một lát nữa đã, tính ra, đã một tuần rồi tôi không chạm mặt hắn, tối nay đột nhiên muốn đợi hắn thêm chút. Trời trở lạnh, tôi dạo trung tâm mua sắm, mua cho thời hoài tự một chiếc áo khoác mùa đông, khăn quàng cổ kẻ caro màu nâu nhạt, áo khoác lông dê và găng tay tình nhân mềm mại, lông xù xù, hơi trẻ con giống phong cách của tôi, đang cất vào tủ quần áo, chợt nghe thấy tiếng điện thoại di động rung lên trong áo khoác, lấy ra nhìn, là một email, tôi chụp một bức ảnh, gửi cho hắn, khó chịu nói, anh hoài tự sao còn có một cái điện thoại mà người ta không biết vậy cả. Từ lâu hắn đã quen với những trò đùa bẩn cợt khi tôi chật động kinh, liền đáp, dùng cho công việc, quên mang theo, mở ra xem giúp anh đi. Tôi cười mở email ra, lẩm bẩm nói, nhưng đừng là thư tình của người khác viết cho anh, em sẽ làm ầm lên cho mà xem. Giao diện chuyển sang, là một báo cáo bệnh án. Tôi nheo mắt, phóng to, tống thành huy, nước sọ, xuất huy, tết nội sọ. Người này bị thứ gì đó đập trúng đi, à phía dưới có báo tê tử, thương tật do lao động, thật đáng thương. Thời Hoài tự nghe xong nói, ngoan, cất điện thoại đi, lát nữa anh về nhà mua cho em một cái bánh kem nhỏ. Vừa rồi anh còn bảo em tùy ý xem mà, quỷ hẹp hòi. Hắn cười nói, không có gì đáng xem, còn đang hâm cơm lại cho hắn trong bếp. Tôi nhét điện thoại lại chỗ cũ, lôi giấy gói quà ra, định gói quần áo mới làm quà cho hắn một bất ngờ. Cô bạn thân Du Vạn chế nhạo tôi trong điện thoại lúc trước còn nói người ta phiền muốn cờ hờ kết tang ninh đừng nói là cậu thay đổi rồi nha anh hoài tự của mình là tốt nhất trước kia là do mắt mù được chưa được 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 khi nào thì cậu mới có thời gian hợp tác với mình mở phòng làm việc đây có biết bản thảo thiết kế của cậu một bản rất khó lấy được không tôi do dự chờ một thời gian đi mình ở nhà cũng có thể gửi bản thảo cho cậu mà ư ư ư cậu cứ ở nhà với anh hoài tự của cậu đi tôi thừa nhận là tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên hắn hơn nếu được làm lại từ đầu, cũng không có gì thay đổi, và cuối cùng chúng tôi sẽ cơ hờ kết cùng nhau, thế thì được ngày nào hay ngày đó vậy. Thời hoài tự về nhà đã là 12 giờ. Trong phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ cho hắn, nồi lẩu vẫn còn ấm. Tôi ôm chân cuộn tròn trong góc sofa nín thở. Thời hoài tự khẽ gọi, ninh ninh. Tôi không kêu một tiếng, không lưng đi vòng sau lưng hắn, rồi đột nhiên nhảy lên vai hắn. Meo, thời hoài tự bất đắc dĩ cổng tôi, ôm chặt, coi chừng ngã. Sao anh không sợ? Anh nhìn thấy bóng của em rồi. Tôi chán nản dụi vào người hắn, vào phòng ngủ đi, em chuẩn bị quà cho anh. Hắn nghe lời cổng tôi đi vào, giữa phòng ngủ là một hộp quà khổng lồ được gói sức mẻ siêu vẹo. Đây là, quà sinh nhật em bù cho anh đó. Năm nay mì trường thọ còn không phải là em làm, thực sự rất không hài lòng. Tiền mua mấy thứ này, là em vất vả vẽ bản thảo thiết kế kiếm được. Tôi từ trên lưng hắn trượt xuống, giống như dân bảo vật, anh mở ra xem thời hoài tự cục mắt xuống, nhìn hồi lâu rồi nói, ninh ninh, cảm ơn, nhanh nào, hắn đặt tay lên hộp quà, do dự một lúc rồi nói, có chuyện, anh muốn bàn với em, anh nói đi, hắn cứ do dự không nói nên lời, cuối cùng mới bảo, chúng ta, có lẽ phải xa nhau một thời gian, tôi sững người vài giây, tưởng mình chưa tỉnh, lúc lấy lại tinh thần, mới chậm rãi, hỏi lại từng câu từng chữ xác nhận, anh muốn ly hôn với em. Trong mắt thời hoài tự hiện lên vẻ đấu tranh, vừa định nói, tôi đột nhiên đứng dậy em hiểu rồi em sẽ đi thu dọn đồ đạc của mình tang ninh thời hoài tự nắm lấy tay tôi kiên nhẫn nghe anh nói hết được không nước mắt tôi chực trào ra tôi quay lưng về phía hắn sợ hắn thấy mình khóc thì mất mặt lắm anh cứ nói vậy đi thật ra anh không nói em cũng biết là em làm anh tổn thương anh đối tốt với em là vì muốn trả thù em lúc trước kết hôn em không nên mắng anh là đồ đáng ghét cường đoạt dân nữ cũng không nên cố ý cho anh leo cây bắt anh đợi ngoài rạp chiếu phim hai tiếng đồng hồ, chưa kể biết anh có bệnh sạch sẽ, còn lén bôi mứt trái cây lên áo sơ mi trắng của anh, là em xứng đáng. Người phía sau đột nhiên trầm lặng, em bôi mứt trái cây lên đâu? Áo sơ mi, còn có khăn trải giường. Chuyện khi nào? Là, không lâu sau khi kết hôn, em muốn trả thù anh. Đột nhiên ánh sáng trước mắt tôi đảo ngược, dây tiếp theo tôi đã nằm trên đùi thời hoài tự, bang. Một cái tác giòn giả dán xuống phần lưng dưới, tê tê dại dại nước mắt lưng tròng, tôi đáng thương kêu lên, không có nói trước khi ly hôn sẽ bị bạ, o oh hà, nhờ gia đình mà, cứu với. Anh còn không có dùng sức, thời hoài tự tức giận cười, tan ninh, em có thấy mình ấu trĩ không? Tôi ra sức giải dùa, không cam chịu thua kém, trong lý thuyết thành công có nói, phải đánh thẳng vào tê tử huyệt của đối phương, chẳng phải anh có bệnh sạch sẽ sao? Vậy em sẽ làm bẩn ga trải giường của anh, ly hôn rồi nhất định phải cho thêm cú nữa, bang, lại là một cái tác khác. Mặt tôi đỏ bừng, thời hoài tự, anh đây là, đang sỉ nhục em, mau cho em cờ hờ, kế, tê sung sứ đi. Sung sứ quá sợ em chịu không nổi. Hắn bế tôi lên, dùng hai tay hai chân khống chế tôi đang dãy đành đạch lại, nghiêm mặt nói, được rồi, đừng khóc, anh nghiêm túc với em, em phải cùng anh diễn một vở kịch. Diễn kịch gì? Tống Thành Huy, là cha của Tống Diễn. Thời hoài đi thẳng vào vấn đề, mới vừa rồi email em xem có nói cha anh ta bị ta y nạn công trường qua đời. Dự án đó, đã nhiều năm trước, là hạng mục hợp tác giữa chú hai của em và cha anh. Tôi chợt nhớ đến ngày tôi lên sân thượng tìm tống diễn. Anh ta đứng trên đó, gió thổi tung áo sơ mi, như cánh buồm trắng căn phòng. Tôi cầm que kem, hét lên, tống diễn, anh đang làm gì vậy? Anh ta quay đầu lại, trên khuôn mặt thanh tú, tràn ngập tuyệt vọng. Người nhà anh cờ hờ, tết hết rồi, anh không còn ai là người nhà nữa. Lúc đó tôi bị biến cố chợt xảy ra của gia đình anh ta làm cho giật mình. Cẩn thận đi tới đưa cho anh ta một que kem, em cũng không có người nhà, anh thấy em thế nào? Em. Ừ, anh xem, em bị bọn họ nhốt trong phòng vệ sinh nữ đánh. Chú hai em chỉ biết mắng em gây thêm phiền toái cho chú ấy, cũng không thèm quan tâm em. Tống Diễn nhìn xuống cánh tay bầm tím của tôi, cầm lấy que kem, từ trên bậc thềm nhảy xuống hỏi, chú hai em tên gì? Tang Minh. Tống Diễn từ từ ngước mắt lên, Tang Minh. Là Tang Minh của tập đoàn nhà họ Tang anh ta nhìn vào mặt tôi với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy nói đừng lo sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em tôi đắm mình trong ký ức nhiều năm sau tôi mới đột nhiên hiểu được hàm ý trong đôi mắt kia có lẽ là chỉ một khắc trước khi biết tên chú hai tống diễn đã thực sự muốn coi tôi là người một nhà nhưng mà mối quan hệ của tôi với nhà họ tan có thể giúp anh ta mở ra cơ hội báo thù anh ta đã dành rất nhiều năm để dạy tôi rằng gia đình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lưng với mình một khi gia đình bị tổn thương thì phải trả lại gấp hàng ngàn lần. Có điều, những lời hứa hẹn ban đầu của anh ta đều thêu dệt nên từ những lời nói dối. Thời hoài tự nói, ninh ninh, anh nhìn ra tống diễn thích em. Em bảo kiếp trước em bị người hại cơ hờ, ếch, tống diễn cũng nhúng tay phần nào, có lẽ là do em đã lựa chọn bên anh. Anh không dám trói buộc và đặt cược em bên mình. Em và nhà họ tan không có nút giao gì, chắc hẳn tống diễn đã biết rõ, cho nên chỉ cần em rời xa anh, tất cả nguy hiểm trong tương lai sẽ đều do anh gánh. Tôi chậm chạp lắc đầu, không thể nào, ngoan, nghe lời, em không nghe. Tôi bướng bỉnh nắm tay hắn, em sẽ không ly hôn, anh biết không? Ở kiếp trước, chúng ta còn có con rồi, nhưng em chưa kịp nói cho anh biết, thời hoài sững người, thật sao? Vâng, biết đâu chuyện này sẽ lặp lại nữa. Cả người hắn cứng đờ, nhìn chầm chầm vào bụng tôi, thời hoài tự, em có thể diễn kịch với anh, nhưng em không thể ly hôn mấy tuần sau các phương tiện truyền thông đưa tin nghi vấn vị doanh nhân nổi tiếng thời hoài tự ly hôn với vợ cùng ngày hình ảnh tôi dọn ra khỏi biệt thự được cư dân mạng đăng tải lên mạng xã hội bạn thân du vãn nhìn tôi túi lớn túi nhỏ mang đồ đạc vào căn hộ của cô ấy mà vui mừng không xiết quý phu nhân cuối cùng cũng nghĩ thông muốn theo tôi gây dựng sự nghiệp rồi sao đúng vậy mặt tôi lạnh băng không thể tin đám đàn ông này mấy ngày trước còn anh hoài tự cơ mà mau nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi đối mặt với đôi mắt sáng rực muốn hóng chuyện của cô ấy tôi buồn bực nói mình bôi mứt lên ga trải giường của hắn ta chỉ vậy thôi sao chỉ có vậy liền ly hôn vậy sau này cậu có tính toán gì chưa mình tự bương chải ngày thứ ba tôi nhận được một cuộc gọi từ chú hai ninh ninh à tối mai cháu về nhà một lát đi tôi vừa nghe điện thoại vừa tưới nước cho hoa huệ tây cười nói hì, chú hai sao chú đột nhiên nhớ tới cháu vậy ạ à? không phải là cháu đã ly hôn rồi à gia đình cũng không thể nhìn cháu chịu khổ bên ngoài nhân lúc tổ chức tiệc chú sẽ giúp cháu xem xét tin tức của chú nhanh thật thế cháu có tới không đây nhất định cháu sẽ có mặt đúng giờ tôi cúp máy bạn thân lo lắng nhìn tôi không phải cậu đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ từ lâu rồi sao chuyện nhà họ có liên quan gì đến cậu chứ gãy xương còn nối gân mình không đến thì bọn họ cũng nghĩ cách hại mình thôi tối đó tôi mặc chiếc váy đuôi cá bó màu đen đẩy cổng nhà họ tan đi vào ở đại sảnh đang mở tiệc linh đình ngay khi tôi vừa bước vào ánh mắt xung quanh đều dồn lại trên người tôi mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ đây là tiểu thư của nhà họ tan đúng không không có chút cảm giác tồn tại nhỉ này cha mẹ mặc kệ con trông cậy vào ai quản giúp muốn cho con ông thử à leo lên cành cao của nhà họ tan này ít thì cũng phải phấn đấu hơn mười mấy năm đấy thôi bỏ đi tôi bước qua đám đông rẽ tới một góc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp tôi nhìn theo phía phát ra âm thanh thời hoài tự bưng ly rượu đứng trong đám đông cười cười nói nói hắn luôn tỏa sáng nghe tin hắn đã ly hôn rất nhiều ông chủ vây xung quanh hắn phái nữ cũng vây vòng trong vòng ngoài hắn thú vị thật mọi người phát hiện ra tôi cuộc trò chuyện liền im lặng thời tổng mình ôn lại chuyện cũ trước đã nhỉ thời hoài tự lạnh lùng liếc tôi rồi thu hồi tầm mắt thôi khỏi chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi đón ly sâm từ tay người phục vụ, bước tới. Người xung quanh tự động tránh ra, sợ hai chúng tôi ẩu đã nhau thì bọn họ không tránh khỏi liên quan. Ánh mắt sâu thẳm của thời hoài tự rơi xuống đôi môi căng bóng của tôi, sau giây lát ngắn ngủi lại theo cổ xuống dưới, thu vọng eo duyên dáng vào trong đôi mắt, nhất thời hắn quên mất lời thoại. Tôi không đợi được nữa, hất ly xăm lên quần áo hắn, cười cười, chào anh, thời tổng không ngại chứ hắn nhận lấy ly rượu đã cạn của tôi, đầu ngón tay lưu luyến lướt qua mu bàn tay tôi, cười nhạt, không ngại. Tôi hừ một tiếng, ném cốc rồi xoay người rời đi, đẩy cửa sân thượng ra, muốn hít thở bầu không khí trong lành. Ai ngờ trên sân thượng đã có người từ lâu rồi, vẫn là người quen. Tống diễn, anh ta dựa vào lan can, nửa bên mặt bị bỏng đã chìm trong bóng tối, chỉ để lộ ra sườn mặt tuấn tú. Ninh ninh, lâu rồi không gặp, hàng mi tôi khẽ rung lên, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, đã lâu không gặp anh ta khẽ cười sao khách sáo với anh thế tôi cố gắng giữ bình tĩnh hít thật sâu sao anh lại nói vậy em còn chưa hỏi anh rốt cuộc đã đi đâu điện thoại bị chặn số anh giỏi rồi tôi vẫn bông đùa đôi câu với anh ta như trước đột nhiên ánh sáng bên ngoài cửa bị che khuất tôi thoáng nhìn theo thời hoài tự đang thản nhiên dựa vào cửa hờ hững nhìn sang bên này tổng diễn bị đẩy hoàn toàn vào bóng tối anh đi phẫu thuật phẫu thuật anh ta hơi nghiêng người ra phía trước Ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu lên khuôn mặt anh ta, làn da bị hủy hoại đã được chữa trị gần như phục hồi. Em nhìn kỹ lại đi, anh giống trước kia rồi, phải không? Tôi ngớ người nhìn anh ta, qua một lúc lâu mới đáp, "Giống, cho nên chúng ta." Tôi lùi lại từng bước, kéo dài khoảng cách, "Em mừng thay cho anh, thật đấy." Cửa đột nhiên bị đẩy ra, chú hai dẫn theo một đoàn khách tới, "Đến đây nào, cùng nhau giới thiệu một chút nhé, cháu gái tôi, Tang Ninh, vì bên cạnh này là diễn viên điện ảnh công ty chúng tôi." Tống Diễn, bọn họ đã quen nhau từ nhỏ, thật ra buổi tiệc hôm nay tôi cũng muốn tác thành cho bọn trẻ cho xong chuyện lớn nhất đời người, xung quanh rất đông người, bọn họ không ngừng tán thưởng, vây chặt lấy tôi và Tống Diễn. Tôi nhíu mày, chú hai, cháu còn chưa nghĩ tới chuyện này. Tống Diễn khoác vai tôi, anh ta cười cười, chú hai yên tâm, về sau cháu sẽ quan tâm Ninh Ninh nhiều hơn nữa. Tôi muốn né tránh, thấy anh ta dùng lực siết mạnh, tôi hoảng hốt, cũng may là sau nửa phút anh ta cũng buông nhẹ tôi ra, thoải mái hàng huyên với khách. Lòng tôi bực bội, chờ Tống Diễn chào hỏi xong, tôi nói, anh với chú hai tôi hợp tác từ bao giờ vậy? Tống Diễn bình tĩnh chỉnh nơ, chỉ khi được nhà họ tan đồng ý thì anh mới có thể lấy em. Thực ra anh có tính toán khác cơ, nhưng không ngờ em lại ly hôn, đỡ vất vả cho anh nhiều. Tôi quan sát anh ta, chỉ thấy gương mặt ấy trở nên xa lạ và đáng sợ đến lạ. Tống Diễn lại cười, thế nào? Bất ngờ à? có phải em đang cảm thấy anh và tống diễn trong lòng em khác nhau lắm không ngày trước tôi cảm thấy khi tống diễn cười rộ lên như ánh mặt trời là người cùng thế giới với tôi còn bây giờ tôi thấy mình đã nghĩ sai rồi anh ta tiến lên từng bước một dồn tôi lùi về phía sau cuối cùng sau lưng tôi bị cửa kính chặn lại tang ninh anh vốn là như vậy anh ta lại cười rộ nhưng dưới ánh sáng lờ mờ trông thật hung dữ ban đầu chúng ta không nên bỏ lỡ nhau nhưng anh yêu em mà chỉ cần em chịu trở về, chúng ta sẽ quay lại ngày trước. Chắc em cũng không muốn cơ hờ, tết cùng thời hoài tự như kiếp trước chứ, cả người tôi run bật lên, ngay lập tức bị cuốn vào nỗi sợ hãi tột độ, anh ta, biết cả rồi sao? Tống diễn hẳn là nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt và hô hấp rối loạn của tôi, anh ta cúi người sát về phía tôi rồi đặt tay lên cánh cửa sau lưng, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa mở ra, tiếng violin du dương từ yến tiệc tràn ra, ánh sáng cũng lập tức rọi vào. Tống diễn miễn cười nói, về đi, tận hưởng bữa tối vui vẻ, hôm nào chúng ta gặp sau, cho đến khi hòa cùng đám đông, tôi mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh, ánh sáng chói lòa khiến tôi choáng váng. tôi chậm rãi dựa vào cầu thang, đi lên tầng hai theo trí nhớ của mình, phía cuối hành lang là căn phòng của tôi, tôi đi vào nghỉ ngơi, cửa vừa mở ra, tôi đã bị người khác che miệng, kéo tới sau cánh cửa, hương thơm quen thuộc chiếm cứ, giọng nói của thời hoài tự mơn qua tai kèm theo chút hương rượu anh ta chạm vào chỗ nào của em rồi, tôi như mất hết sức lực, yếu đuối dựa vào ngực thời hoài tử, toàn thân rung nhẹ nhẹ, bả vai, ngay lập tức, một nụ hôn nóng bỏng đặt lên vai tôi, dây dứt và triền miên, thời hoài tử không nói một lời, kiên nhẫn dồn hết cảm xúc vào nụ hôn vừa rồi, đổi thành dấu ấn của hắn, cuối cùng hắn tìm đến môi tôi, nhầm nhì gặm cắn, nỗi sợ hãi dần tan biến trong sự ve vuốt của hắn, tôi đứng trong bóng tối hôn hắn, thật lâu sau, tôi đỏ mặt, lý nhí anh ghen đấy à uống cả bình giấm rồi giọng hắn nặng nề không cho phép người khác động vào em ai cũng không thể dứt lời hắn lại cắn vai tôi á à, tôi đẩy hắn lát nữa xuống lầu với dấu cắn trên vai em phải làm sao được thời hoài tự cho mày lại hiển nhiên là không đồng ý tôi lại nói bọn họ sẽ đàm tiếu bảo em vừa mới ly hôn đã tình đồng với tống diễn anh nghe lọt tai những lời đó không hắn trầm mặt một lát không vậy anh nhẫn nại chút đi tôi dựa đầu lắng nghe trái tim hắn nhịp đập mạnh mẽ dồn dập tôi nói tống diễn liên thủ với chú hai thậm chí là đoán được đường đi nước bước của em cũng sớm sắp xếp đề phòng anh bị anh ta nắm chắc có sao không ninh ninh dạ nếu nhà họ tan bị tổn hại nặng em thấy thế nào hóa ra hắn lo lắng điểm này tôi kéo bàn tay lớn của thời hoài tự bố mẹ em kết hôn vì lợi ích kinh doanh nên không có tình cảm năm ấy sinh em ra bọn họ đưa em cho chú hai rồi đi định cư bên nước ngoài chú hai coi em như quân cờ để mang về lợi ích cho nhà họ tang nếu không phải anh có khi em đã bị gả cho ông già 70 tuổi rồi cũng nên vậy nên anh không cần lo cho em tôi nắm lấy ngón áp út của hắn không biết hắn đeo lại nhẫn cưới từ khi nào trong lòng ngập tràn ấm áp nếu nhà họ tan thực sự suy sụp thì cũng là nghiệp do chú hai gây nên phải chịu trừng trị cũng xứng đáng vài tháng tiếp theo tôi trở về làm người làm công ăn lương suy cho cùng sau khi trưởng thành tôi không muốn đờ nờ về đến tiền của nhà họ tan nữa nên một thân một mình vừa học vừa làm để có thể tồn tại được đến giờ cho nên vẫn có kỹ năng sinh tồn trừ lúc bị chú hai ép quay về để đi xem mắt với tống diễn cuộc sống của tôi khá yên bình du vãn cực kỳ không hài lòng với điều này cậu đã cắt đứt mối quan hệ rồi cơ mà tại sao vẫn phải tuân theo những gì ông ta nói tôi không trả lời tống diễn biết hoàn cảnh hiện tại của tôi chỉ cần tôi không tuân theo ý muốn của anh ta anh ta sẽ xúi dục chú hai hát ảm hại thời hoài tự. Trước khi thời hoài tự lật đổ hai người bọn họ, tôi cần thiết phải tự ổn định mình. Hơn nữa tống diễn cho tôi chọn địa điểm hẹn hò, nên tôi đã chọn những chỗ náo nhiệt đi ban ngày, rất an toàn. Du vãn thích xem TV, gần đây, cô ấy thường thấy thời hoài tự xuất hiện trên kênh tài chính kinh tế, thấy một lần mắng một lần. Đúng là mặt người giả dạ thú, Tang ninh, lần sau kết hôn cậu nhất định phải cho tớ xem qua chồng của cậu trước đấy. Cô ấy cầm điều khiển tivi giống như bị bệnh Parkinson, chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của thời Hoài tự, nói: "Đừng như tên đàn ông này, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, nếu tớ còn để cậu mặc váy cưới, tớ sẽ đứng trồng cây chuối ăn phân." Tôi đang vùi đầu vào đống bản thảo thiết kế bèn ngẩng đầu lên, khó xử nói: "Cậu, đừng nói lung tung, cậu phải chừa cho mình một lối thoát. Được, tớ sẽ dẫn cậu theo ăn cùng." Do Du vãn phản ứng rất mạnh mẽ, nên tôi còn thậm chí phải lén la lén lúc lúc đi gặp thời hoài tự. Đang ở giữa mùa đông, vừa có một trận tuyết rơi dày đặc, tôi mặc một chiếc áo len dày dặn, tay cầm theo một túi rác, chạy ra khỏi hàng rào. Xe của thời hoài tự đậu dưới nhà, mặc dù trời rất lạnh nhưng hắn vẫn đứng bên ngoài đợi tôi. Hắn mặc cả chiếc áo khoác và khăn quàng cổ tôi mua cho hắn. Lại đây, hắn vẫn tay với tôi. Tôi nhảy nhót chạy đến, vui sướng nhào vào LG ngực hắn, ra hiệu bảo hắn im lặng, anh nói nhỏ thôi, chúng ta lên xe đi, có chuyện gì thế, bạn thân em, nghĩ anh là một thằng cơ hờ, ốn nạn lừa tình em, tôi giống như ăn trộm, lôi hắn vào xe, đèn xe tắt hết, bốn phương tám hướng đều chìm vào trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của đèn đường cách đó không xa chiếu rọi tuyết và đêm đen, tôi được bọc trong chiếc áo lông vũ trắng chắc. Nên mất rất lâu mới có thể lấy ra được một đôi găng tay đang len Cho anh này, thời hoài tự cười, nghiêm túc nhận quà của tôi Bà thời, anh có nhiều găng tay lắm anh không thích à? Tôi định đưa tay giật lại thì hắn đã nhanh tay lùi lại về phía sau. "Cảm ơn em, anh thích lắm. Thực ra tôi và hắn chẳng có điểm chung gì cả, nhưng có vô vàn chuyện để nói." Tôi uể oải dựa vào vai hắn, dụi dù dụi vào người hắn. "Bạn thân em nói, kết hôn lần nữa mà em còn lấy người như anh thì cô ấy sẽ, thì sẽ làm sao?" Những từ ngữ đó quá thô thiển, tôi cảm thấy xấu hổ quá nên không muốn nói ra, qua loa nói, dù sao cũng là một việc kinh dị. Tôi thở dài, em đã tưởng tượng được cảnh cô ấy ra sức đánh em rồi, thời hoài tự cười, nắm lấy tay tôi. Nếu chúng mình không ở bên nhau thì sao, thời hoài tự, tôi hung hăng đẩy hắn ra, anh nói bậy bạ gì thế, hắn cục mắt, không nói tiếng nào, cầm tay kia của tôi để ủ ấm trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay của hắn rất dài, cũng rất hoàn hảo, to đến mức có thể bao bọc hai bàn tay tôi. Em tưởng chúng mình đã ở bên nhau rồi, tôi ủ rũ, tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt xẹp xuống. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi gần đây nữa, tôi luôn gặp ác mộng. Trong giấc mơ, thời hoài tự nói với tôi rằng muốn tôi sống một mình thật tốt. Tôi tỉnh dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc. Ninh ninh, ý anh là nếu như, hắn dừng lại một chút, có một ngày, chúng mình đột nhiên rời xa nhau. Hắn còn chưa nói xong, nước mắt tôi đã rơi lạ chả xuống mu bàn tay hắn, làm hắn khựng lại một lúc. Nghe trên đỉnh đầu tôi có tiếng thở dài, thời hoài tự ông lấy tôi, sờ đầu nói, anh chỉ nghĩ thôi mà nghĩ như vậy cũng đã đáng sợ lắm rồi tôi trầm giọng nói từ nhỏ đến lớn em chưa một lần được ba mẹ quan tâm nên nếu ai đối xử tốt với em em sẽ thích người đó lúc đầu em thích tống diễn thật đấy nhưng sau này lại không như vậy nữa thích một người sẽ vui cũng sẽ buồn em đối với anh không chỉ là như vậy em muốn khiến cho anh thấy hạnh phúc thấy người khác có em muốn nói anh cũng phải có sẽ quan tâm đến lời nói của mình sợ làm anh thất vọng anh không vui những vui buồn ái ố của em dường như bị trói buộc với anh, cho nên nghe anh nói chia xa, em sẽ rất đau lòng. Thời hoài tự hôn lên tóc tôi, nói, ninh ninh, anh yêu em, vậy thì đừng rời xa nhau nhé, được không? Anh đã nói sẽ không từ chối yêu cầu của em mà, hắn ầm ư, vỗ lưng để trấn an tôi, được, hai chúng ta sẽ không chia lìa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt sưng hút, du vãn đang nhai miếng bánh nhân thịt, hôm qua cậu khóc đấy à, từ cho tớ một cây kem với cô ấy đứng dậy đi đến nhà bếp lấy một cây kem đã hết hạn ở ngăn đông tủ lạnh đặt lên mi mắt tôi tối hôm qua tớ thấy cậu lên một chiếc xe sang tôi chường đá giữ im lặng cô ấy trợn mắt cậu lại ngựa quen đường cũ không làm chồng cũ nhục nhã thì thôi còn khóc lóc mỗi ngày nằm trong chăn khóc vì chồng cũ nhìn cậu chẳng thấy hy vọng nào cả không phải như vậy anh ấy khá tốt cấm nghe chưa cô ấy bịt lỗ tai còn để cho tớ nghe một câu cậu nói tốt về chồng cũ là tớ ném cậu ra ngoài đấy. Tôi từ bỏ đấu tranh, nhấp một ngụm sữa đậu nành trong cốc. Tôi phòng má ngơ ngác nhìn cô bạn. Cô ấy, nuốt đi, đầu óc toàn hình bóng người đàn ông kia nên không ăn cơm phải không? Phóc, tôi muốn nôn đóng sữa này ra, trước khi cô ấy kịp mắng thì đã vào nhà vệ sinh để nôn. Sữa đậu nành dính đầy mặt, cô ấy chửi rủa cầm cốc nước lên, vỗ vỗ lưng cô, trời ạ, à, cậu làm sao thế này? Đừng dọa tớ, để tớ gọi xe cấp cứu cho cậu, tôi túng lấy tay cô ấy, đừng, được, cậu ngồi dậy đi, cậu không biết sắc mặt của cậu xấu thế nào đâu, tôi ôm chặt lấy cô ấy và nói, tớ có thai rồi, thật là một mớ hỗn độn, cô ấy đột nhiên dừng lại nói, tớ, vài phút sau, tôi bị cô ấy kéo lên taxi, tống diễn gọi điện thoại đến, ninh ninh, em đang ở đâu thế, tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi có một cuộc hẹn hò với anh ta, xin lỗi, em đang vội, em đang ở đâu, gửi định vị cho anh được không? Du vãn biết tôi không thích anh ta, dành lấy điện thoại cúp máy. Chuyện lớn như vậy mà giữ bí mật, không cho ba mẹ biết, được, Tang ninh, cậu giỏi thật, tắt máy cũng được, an toàn. Tôi thở dài nói, cậu giữ bí mật cho tớ nhé, đừng nói cho người nhà cậu biết, tớ sợ nhà họ tan biết, cô ấy hơn giỏi, không nói chuyện với tôi, một lúc sau lại hỏi, cậu muốn sinh đứa bé ra à, ừ, được, cậu cứ sinh ra đi, tớ sẽ là gì của đứa bé. Một người phụ nữ có thể chống được nửa bầu trời, chúng mình có thể nuôi được đứa bé. Bản tin radio phát ra trong xe, cả hai chúng tôi nghe một lúc rồi im lặng. Có chuyện gì đó đã xảy ra với nhà họ Tang, chuyện mới sáng nay. Đề cập đến một chuyện từ trước đây rất lâu, sự kiện quan trọng về vấn đề an toàn xây dựng. Nhà họ Tang lúc đó cũng là đối tác nên chịu ảnh hưởng không kém. Cô bạn thân nắm lấy tay của tôi, lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, không có gì đâu tôi không nghĩ thời hoài tự hành động nhanh đến vậy, phơi ra mặt tối của nhà họ tan để người đời dèm pha, như một con lạc đà bị người ta liên tục bắt chở rơm rạ, chỉ chờ cộng rơm cuối cùng đè lên, con lạc đà sẽ ngã trầm xuống. Nhớ đến kiếp trước, chú hai là kẻ chủ mưu đứng sau suối ông chủ phương tạo ra vụ N ổ đó, trong lòng tôi canh cánh đã lâu, nhưng cũng dần dần buông bỏ. Ngày này, 10 năm trước, khi đế quốc thương nghiệp của thời hoài tự vẫn còn đang sáng chói như mặt trời ban trưa, sự nghiệp của chú hai cũng chưa lớn mạnh đến mức phải khép đảm như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đó nhỉ. Hôm nay không có nhiều xe trên đường, tài xế lái xe chậm chậm, đi được quá nửa chặng đường, mí mắt tôi díu lại, vì thế định dựa vào người du vãn một chút để nghỉ, lát nữa đến nơi gọi tới nhé, chưa nghe được cô ấy trả lời, tôi đã thép đi. Một lúc sau, một giọng nói từ xa truyền đến, tàn ninh, cậu mau mở mắt ra cho tớ. Em mờ thanh kim loại va vào nhau chói tai đến mức đánh thức tôi dậy tôi chỉ cảm thấy chân tay nặng nề. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy có một ống xi măng, còn du vãn đang dựa vào đó. Gió thổi khiến mùi hát của dầu và các công nghiệp sặc sụa. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất trong sự bàng hoàng. Du vãn đá chân nhưng vô ích, sau lưng có tiếng kẻo kẹt, cảm ơn trời đất, cậu tới đây cởi trói cho tớ đi. Biết rằng tôi và cô ấy đang ở chỗ lạ hoắc, còn bị người ta trói lại, tôi bước nhanh đến, ngồi xổm xuống, thấy được dây thừng thô ráp đang trói cô ấy. Ký ức quen thuộc ập đến, Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn hướng, mồ hôi trong nháy mắt lại chảy xuống. Không phải kiếp trước, tôi cơ hờ kế, tê oan cơ hờ kế, tê uổng trong nhà xưởng sao. Sợi dây được buộc bằng dây chết, không nới ra được mà chỉ có thể thắt chặt vào. Tiếng kẽo kẹt của thanh thép lan khắp tòa nhà. Du vãn chửi rủa, dám bắt có, xê tớ, kẻ đó chán sống rồi hay sao? Sợi dây đã mòn từ lâu, nhưng vẫn chưa thể gỡ ra được. Cô ấy dựa vào thanh xi si măng, tan ninh, cậu đừng dãy dụa kẻ đó trói tớ nhưng không trói cậu, có nghĩa mục tiêu của họ là tớ, nhân lúc không có ai, cậu chạy đi, đi báo cảnh sát mau. Tôi cười khổ, xin lỗi cậu, lần này sợ làm phiền cậu rồi, cậu có ý gì, còn chưa dứt lời, giọng nói của Tống Diễn đã phát ra từ sau lưng hai bọn tôi. Bạn em ồn ào thật đấy, du vãn thò đầu ra nhìn, tôi vội che mắt cô ấy lại, trừng mắt nhìn Tống Diễn, nói, cô ấy không biết gì cả, anh thả cô ấy ra đi. Du vãn không nhìn được nữa, cơ hờ tế tê tiệt tôi nói với anh rồi tôi họ dư là người nhà họ dư nếu anh dám trói tôi thế này bố tôi biết chắc chắn sẽ khiến anh sống không bằng cơ hờ tế tê tống diễn nghe xong sắc mặt tối hầm hầm tôi nói cậu nghe tới này chuyện này chúng ta không cần lôi nhà họ dư vào người nhà du vãn làm chính trị anh cô ấy là cảnh sát từ nhỏ đến giờ cô ấy không sợ trời không sợ đất nếu để cô ấy xảy ra chuyện gì thì không ai được phép sống Tống diễn ném cho tôi một chiếc dê ta, o đa năng. C, á, tê dây đi, không ai được nhúc nhích, nếu không, ai cũng không thể sống sót ra khỏi đây. Tôi vội vàng nhặt con dê ta, o lên, cởi trói cho du vãn. Đừng nhìn gì cả, về nhà đi. Du vãn cau mày, trầm giọng nói, cậu có chắc sẽ không có lừa đảo gì không? Ra ngoài nhất định tớ sẽ gọi cảnh sát, gọi cảnh sát cũng được, tôi thì thào, chỉ là tớ nghĩ bọn họ không còn đường lui nên cũng chẳng e dè gì cảnh sát đâu nghĩ về vụ n ổ trong kiếp trước tôi đã đẩy người bạn thân nhất của mình ra cô ấy nắm bả vai tôi tang ninh cậu phải chờ tới nhé nhất định cảnh sát sẽ tới cứu cậu nói xong cô ấy cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài bốn phía trống trải chỉ có tôi và tống diễn tôi đứng dậy đối diện với ánh mắt âm u của tống diễn anh muốn làm gì em đi bệnh viện làm gì anh ta hỏi ngược lại đau bụng đi khám tống diễn cười mỉa tang ninh em tưởng tôi là thằng ngốc hả? Anh ta túng tay tôi, lôi tôi đến bên cửa sổ, bóp cầm bắt tôi nhìn xuống phía dưới, nhìn xem ai đến kìa. Dưới tầng, một người đàn ông đang bị chú hai chĩa ép ú, n, dê vào. Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra thời hoài tự ngay, trái tim thắt lại. Tống diễn cười khẽ, lúc cảnh sát đến, sẽ nhìn thấy TH, YTH kể của thời hoài tự, chú hai em cũng trốn không thoát. Tim tôi đập nhanh, đầu ngón tay lạnh băng, khẽ rung lên nhưng lúc này càng biểu hiện là đang quan tâm đến hắn, hắn sẽ càng nguy hiểm. Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, tôi ly hôn với hắn ta rồi, hắn ta ra sao cũng không liên quan gì đến tôi, thật sao? Tống diễn lạnh lùng nhìn xuống dưới lầu nói, chú hai tan, b, ắn n, ác một cái chân của hắn đi, phanh. Sau một loạt tiếng S, ú, n, dê nổ, trên đùi của thời hoài tự dần có m, á, u rỉ ra, hắn đã quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tôi và tống diễn, sắc mặt tái nhợt. Tống Diễn, tôi ở đây, để cô ấy đi. Tống Diễn không thèm để ý, nói với tôi, ninh ninh, vui không? Cả người tôi lạnh băng, không nói nên lời. Chú hai tàn, phát thứ hai, tôi đột nhiên nắm lấy tay anh ta, run rẩy nói, đừng, xin anh. Nụ cười của Tống Diễn đột nhiên biến mất, anh ta nắm chặt tay đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệt. Hai mắt thời hoài tự âm u, mồ hôi trên trán chảy xuống, anh đừng làm cô ấy sợ. Ánh mắt Tống Diễn vô cùng lãnh đạm, anh ta kê ý ký hiệu bản quyền nhìn thời hoài tự, ngay sau đó nâng cầm tôi lên hôn tôi. Đôi môi nứt nẻ, lực đạo hung ác khiến tôi buồn nôn, không kìm được kịch liệt dãy dùa. Anh ta nói, em muốn hắn ta cờ hờ, tế, tê sao? Tôi cứng đờ bất động. Môi tống diễn dính chặt vào môi tôi, cọ sát, cảm giác buồn nôn lại trào lên, tôi đột ngột đẩy anh ta ra, quỳ trên mặt đất, nôn như cờ hờ, tế, tê đi sống lại. Động thủ, tống diễn lạnh lùng ra lệnh. Dưới lầu đột nhiên có tiếng ép cú, nờ dê vang lên, đầu óc tôi trống rỗng, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, thời hoài tự. Hình ảnh hắn nằm trên vũng mờ á, u trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Là chú hai, ông ta bị bắn vào lưng, quỳ rạp trên mặt đất, tay trái của thời hoài tự đang tí tách chảy mờ á Cách đó không xa, một nhóm cảnh sát vũ trang đang tràn vào, chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh đã chật như nêm cối. Sắc mặt tống diễn thay đổi, anh ta bất ngờ túm lấy cổ áo tôi và lùi vào sau cột bê tông ở tầng hai ngoài cửa sổ là tiếng cảnh sát đang kêu gọi tống diễn anh ta không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy tống diễn túm lấy tôi trốn vào một chỗ mù mà tay ép ú nờ dề bắn tỉa không thể nhìn thấy hét lên trong tay tôi có thuốc nổ để thời hoài tự đi vào gặp tôi không thì tôi và cô ta cùng chờ hờ ế tê tôi há miệng thở hồng hộc cảm thấy trước mắt tối sầm lại tống diễn anh bình tĩnh lại đi anh đang rất bình tĩnh đây, kiếp trước em nguyện ý cơ hờ tế, tê chung với thời hoài tự mà, sao vậy, đến lượt anh thì không được, tôi liều mạng vung tay anh ta ra, tôi không, tôi không muốn, ngữ khí tống diễn lại càng kích động, tôi vốn có thể cứu vãn tất cả. Nhưng sao cô cũng trở lại cùng tôi làm gì? Cô trả tang ninh ban đầu lại cho tôi, tôi cua tay vô ích, ánh sáng trước mặt tôi dần mờ đi. Tống diễn, một giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến cách đó vài bước. Tôi đến, thả cô ấy ra. Áp lực trên cổ đột nhiên biến mất, tôi cúi người, ho dữ dội, mắt mờ sương, dùng chút hơi tàn nhìn thời hoài tự, theo bản năng đưa tay về phía hắn. Vết em mờ á, u trên đùi hắn đã khô, tay cuốn băng, nhưng thật ra so với kiếp trước còn chật vật hơn. Từ lúc bước lên tầng hai, ánh mắt hắn luôn dán chặt vào tôi, sợ tôi có chuyện gì xảy ra. Tống diễn kéo tôi lùi lại mấy bước, lấy dê, ta, o găm ra kề vào cổ tôi, thời hoài tự, lần này chúng ta, chơi trò khác đi. Anh chỉ vào một chiếc áo khoác da cách đó không xa, nói với thời hoài tự, mặc vào. Cái áo đó tôi cũng đã quá quen thuộc. Không, không được mặc, tôi dãy dù kịch liệt, lần đầu tiên vỡ giọng, không thể. Tống diễn đi, tên rồi, anh ta cười hưng phấn, ninh ninh. Kiếp trước thời hoài tự dám ông em cùng cờ hờ kế, tê, em thì sao? Em yêu hắn bao nhiêu? Không. Tôi đi, n cuồng cào vào mu bàn tay của Tống Diễn, anh ta bóp chặt tay tôi, Cười lạnh nói, cô cho rằng hắn ta đấu lại tôi sao? Hắn bảo vệ cô dù tốt đến mấy thì cũng có lợi ích gì đâu, cô không ra ngoài thì tôi mở cửa vào TR ói cô lại, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay hắn không cờ hờ kế T thì cô cờ hờ kế T. Thời Hoài tự không nghe thấy những lời thì thầm của chúng tôi, đem con dê ta o của anh cách xa cô ấy ra một chút, tôi mặc. Thời Hoài tự, anh đi đi. Tôi khóc đến khàn cả giọng, xin anh thời hoài tự làm như không nghe thấy, nhìn chầm chầm vào chỗ tôi bị mũi dê, a, o, d, âm rỉ m, a, u, nhanh chóng mặc áo vào. Tích một tiếng, đến ngược bắt đầu, tôi nhắm mắt tuyệt vọng, tống diễn đột nhiên đẩy tôi về phía trước, tan ninh, chọn một đi. Tôi đứng giữa hai người, vừa khóc vừa tiến một bước về phía thời hoài tự, hắn lại lùi về sau nửa bước. Ninh ninh, đừng tới đây, thời hoài tự trịnh trọng dặn dò, có bơ mờ, tôi đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước thêm một bước nào nữa tôi không sợ chết nhưng lúc này ở trước mặt anh ta lựa chọn thời hoài tự chẳng khác nào ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền cảm xúc của tống diễn thậm chí có thể kích n ổ quả b o m sớm hơn tang ninh thừa nhận đi cô chỉ yêu bản thân mình cô giống như chú hai cô ích kỷ vô tình tống diễn cười chế nhạo đứng bên cạnh mỉa mai thời hoài tự lùi lại bên cửa sổ liếc nhìn tôi rồi nói tống diễn chuyện của cha anh tôi rất lấy làm tiếc anh không xứng nhắc tới cha tôi tống diễn vốn đang xem trò vui đột nhiên bị chọc giận tiến lên trước nửa bước các tiểu thư thiếu gia sinh ra đã nằm muỗng vàng như các người có từng thiệt tình sao nhưng sự thật là cha anh năm đó vi phạm các quy định không đội mũ bảo hiểm an toàn chúng tôi cũng đã bồi thường rồi câm miệng thời hoài tự lạnh lùng cười chăm chọc anh chẳng qua cũng chỉ là một một kẻ vô dụng tôi run hết cả người thế giới này đê, i e n rồi từng câu từng chữ của thời hoài tự đều như đang đê ơ em mờ vào tử huyệt của tống diễn hắn không muốn sống nữa sao không biết tống diễn lấy từ đâu ra một chiếc bật lửa ném xuống đất ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong nháy mắt mùi dầu máy tràn ngập trong không khí hóa ra anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn chính các người đã hủy hoại cuộc đời tôi hai mắt tống diễn đỏ ngầu bước về phía tôi gương mặt của anh ta còn chưa được chữa trị hoàn toàn bây giờ dưới ngọn lửa lại càng trở nên đáng sợ hơn tang ninh cớ sao cô không chọn tôi? Nếu cô chịu nói từ sớm, là cô không thích người đã bị hủy dung, tôi cũng sẽ không tự hành hạ bản thân thế này. Một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, đúng là anh ta, anh điên rồi, đúng vậy, nếu không sao tôi có thể lợi dụng được sự ấy nấy của cô để moi tin tức của thời hoài tự chứ, tống diễn núp lùng nhiều năm, cuối cùng thì anh ta đã xé lớp mặt nạ dịu dàng kia xuống, lộ ra gương mặt đi chê, n cùng thật sự, tiếng cười của anh ta, cứ như thể tiếng ống vỡ chói tai vô cùng ninh ninh nếu cô chọn tôi thì sẽ chẳng có kết cục ngày hôm nay cô chỉ có thể trách bản thân mà thôi theo tôi xuống địa ngục đi anh ta lấy chiếc điều khiển từ xa ra tôi không kịp suy nghĩ xoay người bổ nhào lên người thời hoài tự ông chặt lấy hắn tan ninh thời hoài tự gầm lên ngay sau đó bùm ngoại trừ âm thanh vỡ vụn của cửa kính tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa u u u tiếng u tai chói như kim châm liên tục ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền não bộ. Trước mặt tôi là thời hoại tự trắng bệt, hắn đang nói gì đó với tôi. Tôi cảm thấy mình như nổ thành từng mảnh, toàn thân tê liệt, không còn chút sức lực. Được cơ hơ tế tê cùng một chỗ với hắn, tôi không hề sợ hãi chút nào. Không sợ mà, nhưng sao tôi lại khóc thế này? Bị điếc một khắc ngắn mũi, nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng hét to chẳng kém gì tiếng B, O, M nguyên tử, quát mạnh vào lỗ tai tôi nghi phạm đã bị bắn cơ hờ tế t vị trí phát hiện th ith để, tầng hai tòa nhà xưởng bị bỏ hoang tiểu đội một báo cáo thiết bị n ổ còn nguyên vẹn con tin đã an toàn chưa phát hiện chất n ổ khả nghi ở hiện trường tình hình hỏa hoạn rất lớn thông báo cho các đồng chí liên quan nhanh chóng sơ tán con tin tôi bị bế lên lúc trời đi tôi quay đầu lại thấy tống diễn quay lưng về phía tôi nằm úp trên mặt đất anh ta đã cơ hờ tế tê một bàn tay che lại tầm mắt tôi, hơi lạnh xua tan mùi khói bụi sọc vào mũi, tiếng còi báo động liên tiếp vang lên, đèn xanh đỏ xen kẽ, phản chiếu nửa ánh tà dương đang lặng, chân tôi mềm nhũng, quỳ gối trong tuyết, run lẩy bẩy, giọng nói của Du Vãn rất hùng hổ, vàng như tiếng sấm, ở xã hội pháp trị của thế kỷ 21, truy quét tê, tội phạm và khiêu dê, ơ, em mờ không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn còn chơi thuốc n, ổ một vài kẻ ngoài vòng pháp luật thể nào cũng bị tống vào tê ù hết thôi bị kết án vô thời hạn tê tử hát tình một phát ép ú nờ dê khiến mẹ chúng cũng không nhận ra nổi nữa anh ơi bắt hết bọn chúng đi đừng bỏ qua cho chúng được rồi cô đi xem tang ninh thế nào đi còn lại để chúng tôi xử lý du vãn liếc mắt một cái liền phát hiện tôi quỳ gối trong tuyết bèn gọi tang ninh đứng lên đi cậu có em bé rồi đừng bò dưới đất như thế Thời hoài tự đang ở bên cạnh phối hợp cùng cảnh sát tháo B, O, M, đột nhiên sững người, quay phát lại nhìn tôi chầm chầm, không đợi du vãn đi tới, hắn đã cỡ á khoát ra, lẳng lặng ông lấy tôi còn đang nói chuyện với cô bạn thân, cứ thế mặt vô cảm bước vào xe, á à, à, anh là ai thế, đến một câu chào hỏi cũng không có, xâm, tiếng cửa xe chặn lại sự phản đối của du vãn, hắn đẩy tôi vào ghế sau, rồi ngồi xuống, ánh mắt u ám nhìn tôi chầm chầm, tôi đột nhiên hơi sợ hãi, có lại rút vào góc, anh đừng như thế, em sợ, biết sợ mà còn dám nhào tới. Em coi đó là trò đùa à, sau một lát im lặng, hắn mắng mỏ. Trước giờ hắn chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy mắng tôi, nước mắt tôi lập tức rơi xuống, quả B, O, M ở trên người anh. Hắn tức giận, gân xanh nổi trên trán, ngộ nhỡ tống diễn nhấn nút thì phải làm sao hả, thấy hắn còn định nói tiếp, tôi nhắm mắt lại nhào vào lòng hắn, chồng ơi, em sợ muốn xỉu thời hoài tự nghẹn ngào, hít sâu một hơi, gân xanh trên trán phập phồng. Rồi hắn ông chặt lấy tôi, lúc này, tôi mới nhận ra, đôi tay của hắn đang run rẩy. Anh xin lỗi, vừa rồi là ngữ khí của anh không tốt. Hắn cọ sát tóc tôi, cố gắng hạ giọng xuống. Anh vốn định nhảy ra khỏi cửa sổ, như vậy nếu cảnh sát B án tỉa không thành công thì vụ N bổ mạnh cũng không làm em bị thư tân. Ai ngờ em lại lao vào ông anh. Trước giờ chưa từng thấy em nhiều sức lực như vậy em đâu có nghĩ nhiều. Trước kia xem TV, có B, O, M thì nằm xuống, em cũng không thể kéo tống diễn đi, em, thời hoài tự bỗng cạn lời, không biết nên nói gì nữa. May mắn thay, chúng tôi đều sống, miệng vết thương của anh băng bó ổn chưa, tôi hỏi, rồi, em không tin, để em xem. Ninh ninh, hắn dở khóc dở cười, ở đùi cơ mà, tôi hậm hực cỡ cờ hắn, vợ chồng với nhau anh còn ngại gì hả, giọng du vãn truyền qua cửa kính, à phải tôi nghi bạn tôi bị bê tạo l cực gia đình bị người đàn ông của cô ấy bắt xê ốc anh liên quan gì đến hắn cô ấy nói xong bèn kéo cửa xe ánh sáng tràn vào tôi quỳ xuống giữa hai chân thời hoại tự tay đặt trên thắt lưng hắn đang cởi được một nửa du vãn giơ điện thoại lên mặt không chút thay đổi nhìn chúng tôi ba giây rồi đột nhiên đóng cửa lại đúng rồi là cơ hờ có bị ngư tật anh quan tâm không không tìm hội chị em phụ nữ nữa tìm hiệp hội bảo vệ động vật đi ngược cẩu độc thân. Trong hôn lễ của tôi và thời hoài tự, Du Vãn ngồi ở vị trí chủ tọa, cô ấy hầu như không động đến các món ăn. Kính rượu mừng xong, thời hoài tự ôn tồn nói, trước kia nghe Ninh Ninh nói, cô bảo là nếu người cô ấy kết hôn lần hai vẫn là tôi thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhỉ. Bị hắn nhìn chầm chằm bằng ánh mắt thăm dò, cô ấy mới nhớ tới lời nói hùng hồn của mình, nếu lần hai vẫn là hắn ta, mình nguyện đứng trồng cây chuối ăn phân. Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy đôi bên nhìn nhau không nói gì tôi chỉ thuận miệng kể nể ai dè trí nhớ thời hoài tự lại tốt đến vậy du vãn cười cười bưng ly rượu lên chuyện kia đều là chuyện cũ rồi tôi chỉ muốn nói một câu thôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc thời hoài tự mỉm cười cảm ơn kính rượu xong tôi theo sau thời hoài tự nói thầm chuyện qua lâu rồi anh để bụng làm gì hắn bật cười anh tò mò thôi có thật là tò mò không thật mà tôi do dự một lát rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười anh lại đây kể cho anh bí mật này tôi ôm hắn thầm thì thời hoài tự nhướng đôi lông mày tuấn tú gương mặt tràn ngập ý cười tôi cười đau cả bụng anh nói là nếu cô ấy làm thế rồi kéo cả em ăn cùng thì phải làm sao thời tổng anh không muốn mất mặt đâu nhỉ toàn hội trường vang vọng tiếng cười sảng khoái của tôi thời hoài tự cứ đắm đuối nhìn tôi ánh mắt dịu dàng như sóng nước tiệc cưới xong xuôi khách mời có thể vui chơi ở khu nghỉ dưỡng bên bờ biển trời chạng vạn tối tôi thay áo cưới, mặc bộ quần áo rộng rãi, đội mũ chống nắng, thời hoài tự nắm tay tôi tung tăng trên bãi biển. Ngày trước, anh hứa sẽ đi biển với em, cuối cùng vẫn không đi được. Trước kia là khi nào nhỉ, à? Lúc anh 38 tuổi, tôi buộc miệng, thời hoài tự khẽ nhăn mặt, hơi già rồi, không già đâu, tôi nhếch miệng hồi tưởng, 38 anh vẫn phong độ lắm, trầm mặc hơn bây giờ, không cho người khác trêu chọc, thời hoài tự của tuổi 38, điềm tĩnh hơn, có lẽ đó cũng là điểm khiến người khác phát cuồng. Thời hoài tự đâm chiêu, phần còn lại của cuộc trò chuyện, hắn hơi lơ đỉnh. Đêm đến, vừa bước vào phòng ngủ, tôi đã bị giam giữ. Hơi thở nguy hiểm ập đến, LG ngực nóng bỏng tới mức khiến tôi giật mình. Rầm một tiếng, tôi bị khóa chặt. Giọng thời hoài tự trong trẻo lạnh lùng đã nhún mùi dụ, xê vọ, nờ dê. Lão già kia có hiểu em không? Tôi ngơ ngác, mãi mới hiểu ra tại sao hắn là lùng như vậy. Hắn đang ghen tôi bật cười này anh thời hoài tự véo cầm tôi rồi nhìn vào gương ánh mắt sắc như móc câu không ghẹo được à hắn cười khẽ đó là do hắn không được ẹ anh đừng nói vậy chứ em còn nói đỡ cho hắn à ngữ điệu của hắn sặc sụ mùi giấm chua không phải tôi khóc không ra nước mắt mười năm sau anh nhớ tới những lời này anh có còn muốn chứng minh mình giỏi nữa không thời hoài tự tạm dừng lại nghiêm túc nói trên nguyên tắc mà nói thì đúng là như vậy hai bên muốn phân cao thấp Người khổ chỉ có thể là em thôi." Hắn như mắt điếc tai ngơ, mặt không đổi sắc nhìn tôi, "Anh thực muốn để lão già kia nhìn xem, tôi xấu hổ giấu mặt đi, anh đừng nói nữa. Thời hoài tự hôn tôi, không cho tôi cự tuyệt." Hắn thấp giọng nỉ non, "Ninh Ninh, em là của anh, đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi." Phải thừa nhận rằng, hắn khỏe hơn người đàn ông 38 tuổi nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn của tuổi 38 vẫn rất sung sức. Đêm đã về khuya, ánh trăng xuyên qua rèm cửa, dừng lại nơi sườn mặt hắn, thời hoài tự đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt hắn, trong lòng ấm áp vô cùng. Trước đây, tôi đã vô số lần ông lấy thời hoài tự 38 tuổi, cảm thán nếu chúng ta bên nhau sớm hơn thì tốt rồi, suốt 10 năm, chúng tôi dạy vào nhau như hai người xa lạ. Trong 10 năm đó, tôi nghĩ, trái tim tôi cũng rung động rồi, có những hôm nửa đêm, hắn lặng lẽ đắp chăn cho tôi, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thực sự muốn ông chặt lấy hắn, nói, chúng ta làm lành đi. Nhưng ta, y nạ, n của tống diễn từ lâu đã trở thành cái nhọt trong lòng tôi, khiến tôi không muốn thừa nhận sự rung động của mình, bởi mỗi lần như vậy, cái nhọt ấy như cứa vào lòng tôi. Nó nhắc nhở tôi, thời hoài tự đã làm hại gia đình tôi, có lẽ do bị kìm nén quá lâu nên khi hòa giải, tình yêu cũng dâng trào mãnh liệt, để tôi trải qua quãng thời gian lãng mạn cùng nhiệt ngắn ngủi. Tôi đã thích hắn nhiều hơn tôi nghĩ nhiều. Ninh ninh, sao thức rồi giọng thời hoài tự còn hơi khàn vì chưa tỉnh ngủ tôi ôm mặt hắn nhích lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó em yêu anh được ôm ấp bởi đôi bàn tay trái tim thời hoài tự lại đập loạn xạ người đàn ông này đúng là không trêu chọc được anh cũng yêu em hắn đuổi bắt đôi môi đang chạy trốn của tôi đổi khách thành chủ khiến cho nụ hôn này thêm sâu hơn tôi không chống đỡ nổi sự nhiệt tình đột ngột này của hắn ai anh anh sao vậy anh vừa mơ một giấc mơ Hửm, thời hoài tự mở mắt ra, đáy mắt có thứ cảm xúc không hiểu nổi, giống như đang ngắm nhìn bảo vật của mình, tàn ninh, anh thật may mắn, chúng ta còn có hội được làm lại từ đầu, đêm còn dài, ánh trăng e lệ, gió cũng cứ thế triền miên, hương thơm dịu dàng lan tỏa, rèm cửa bị thổi bập bùng theo tiếng chuông gió trong phòng, và cả, tiếng tim đập thay nhau vang lên trong thời khắc này, tôi như hóa thành biển cả dịu dàng vô hạn, ông lấy ánh trăng, nhẹ nhàng nói nhỏ, anh yêu em từ bao giờ vậy? từ lúc kết hôn à, ánh trăng khẽ đáp, không phải, anh yêu em từ rất lâu rồi. Hết chương 12, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.